chương 4420, Lăng Hàn phá trận. Lăng Hàn nhìn như không có ý thức, trên thực tế sâu trong thức hải của hắn, ý niệm đang lĩnh ngộ đồ thần thuật đến thời khắc mấu chốt, cho nên hắn bắt đầu diễn luyện. Lúc gặp được công kích, hắn tự động thi triển đồ thần thuật hóa giải. Hắn hiện tại vận chuyển không phải cổ dương thiên công, mà là cửu dương thiên kinh, công pháp của cửu dương thánh nhân sáng tạo nên phối hợp với tiên thuật của chính hắn, lúc này mới có thể phát huy uy lực tiên thuật lên cực hạn. Đương nhiên, cực hạn cũng có đối lập, có rất ít còn vượt qua cấp độ của người sáng tạo. Công pháp mới là căn cơ của thế lực, bất kỳ tiên thuật gì cũng thôi diễn từ công pháp, như lục tự minh vương chú, vì cái gì lăng hàn hét ra uy lực không bằng các tường thiên, đó là bởi vì hắn không hành công pháp phật tộc. Bản thiếu cũng là một nguyên nhân, cửu dương thánh nhân để mắt tới lăng hàn, cho nên hắn sẽ không keo kiệt, hắn sẽ truyền thụ toàn bộ cửu dương thiên kinh, lăng hàn có thể một đường tu hành tới thánh nhân cảnh. Phát động công pháp thánh cấp, uy lực của đồ thần thuật bắt đầu bộc phát soát 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 băng kiếm cắt, chém và đâm tới, chúng đều là năng lượng thiên địa hình thành, mà lực lượng thiên địa vô cùng vô tận, lực công kích rất mạnh. Lăng Hàn không ngừng vung hai tay, đồ thần thuật phát huy hóa giải tất cả công kích, cho dù có dư huy sót lại cũng bị tiên đỉnh duy nhất hóa giải. Nhưng sau khi ngăn cản vài chục chiêu, sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn không cách nào vận chuyển đồ thần thuật, rất bình thường, đây chính là thánh thuật, chú đỉnh có thể vận dụng trong thời gian dài hay sao. Xoát, một đạo băng kiếm chém tới, ánh mắt lăng hàn khôi phục thanh tỉnh, hắn đã thối lui ra khỏi lĩnh ngộ đồ thần thuật, hắn vung quyền, trên nắm tay bao phủ màn sáng tinh thần tạo thành lớp bảo vệ. Bang, hắn suốt một quyền đánh nát băng kiếm, nhưng lực lượng hùng hậu tiếp tục đánh tới, lực lượng này đủ đánh chết sinh đan sơ kỳ. Đáng tiếc, lăng hàn là quái thai, tiên đỉnh duy nhất chấn động nhẹ là có thể hóa giải tất cả. Trận pháp, lăng hàn cao mày, tất cả những chuyện xảy ra trước đó đều xuất hiện trong đầu hắn, hắn nhớ lại tất cả hắn vẫn lĩnh ngộ cho nên che đẩy các giác quan bên ngoài, nhưng con mắt thấy, tai nghe thấy cũng không biến mất, chỉ chờ đến lúc thì hắn mới tiếp nhận và xử lý mà thôi. Hắn hử nhẹ một tiếng, nhãn thuật nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy. Hướng đi của lực lượng thiên địa, căn nguyên của trận pháp là cái gì? Lực lượng thiên địa, cho nên chỉ cần lần theo đầu nguồn lực lượng thiên địa là có thể tìm được trận cơ. Đương nhiên, có chút trận sư sẽ cố ý lợi dụng điểm ấy giả tạo trận cơ ở đây, kết quả lại là cái hố to, đừng nói tìm trận cơ ở đâu, làm sao thoát chết cũng là việc lớn. Nhưng tất cả những thứ này vô hiệu với Lăng Hàn, hắn nhanh chân tiến lên, hắn liên tục xuất quyền đánh nát tất cả băng kiếm, bước chân kiên định, ổn định. Nhìn hắn đi xa, mọi người há hốc mồm không khép lại được. Quái, quái vật A, à, nhìn kia, đây chính là huynh đệ của Ngưu Gia. Đại hắc cẩu Dương Dương đắc ý, nói, mặc dù còn kém hơn Ngưu Gia một chút nhưng cũng xem như lợi hại. Tất cả mọi người im lặng, chỉ cảm thấy con trâu này có da mặt quá dày. Không hổ là thanh niên nghiêu tộc ta, lại có một người không biết xấu hổ, đại hán nghiêu tộc cũng cảm thấy tự hào. Đó là nhân tộc, mọi người đều nhổ nước bọt, hà nhã phù cảm thấy trái tim rung động, mỹ nữ đều thích anh hùng, nhất là thiên kiêu trẻ tuổi như lăng hàn chính là hôn phu lý tưởng của nàng, trái tim nàng đập thình thịch, nhịn không được liền hồi tưởng lại lúc lăng hàn dùng ngón tay chạm vào ngực nàng, toàn thân của nàng nóng bừng lên. Đúng lúc này, lăng hàn ngừng lại, hắn đấm một quyền vào mặt đất, sau đó lấy một thứ như kim loại ra. Trận cơ, ngay sau đó hoàn cảnh chung quanh đang biến hóa. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trời ơi, gia hỏa này lại là một tên trận sư. Quá kinh khủng, trẻ tuổi như vậy, hắn làm sao tu hành võ trận song tu. Trái tim hà nhã phù đập mạnh, chính mình cũng có thể cảm giác được, gương mặt rất nóng. Lăng Hàn lại bắt đầu tìm kiếm trận cơ thứ hai, sau đó là cái thứ ba sau khi hắn thu năm cái trận cơ toàn bộ sơn cốc khôi phục bình thường tốt tất cả mọi người là hoan hô lên lần này mọi người trở về từ cõi chết có ai không hoan hô lăng hàn tiện tay ném trận cơ sang một bên mặc dù là trận pháp cấp bậc sinh đan nhưng trận cơ được chế tác rất kém chỉ là hàng dùng một lần nếu hắn không phá trận này nhiều lắm một ngày thì trận cơ không chịu được lực lượng thiên địa chèn ép mà nổ tung trận pháp cũng biến mất đương nhiên người nơi này gượng qua một ngày hay không đinh huynh đa tạ, lần này may mắn mà có Đinh Huynh. Đinh Huynh, có chuyện gì ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ bán cái mạng này cho ngươi. Mọi người chạy tới cảm kích, có ít người càng nguyện ý dùng tính mạng báo ân. Những người này không phải người thật sự huyết tính, mà là cố ý nói như vậy, muốn kéo gần quan hệ với Lăng Hàn, dù sao gia hỏa này quá yêu nghiệt, nếu có bằng hữu như thế chắc chắn sẽ lời to. Lăng Hàn duy trì phong cách cao ngạo của Đinh Nhất, hắn chỉ gật đầu với những người lấy lòng, hắn tuyệt đối không nhiệt tình. Huynh đệ, đồ hỗn trướng kia muốn biến lão nghiêu làm thành biết tết chúng ta đi bắt hắn đại hắc cầu chạy tới nó vẫn tức giận mặc dù nó nhiều lắm cũng chỉ biến thành thịt chó nướng mà thôi được lăng hàn gật đầu chính mình và đại hắc cầu đều bị hãm hại đương nhiên không có khả năng cứ bỏ qua như thế hơn nữa hắn cũng rất tò mò chủ nhân người kia luyện đan gì mà tàn nhẫn như thế đinh huynh nhìn thấy lăng hàn và đại hắc cầu muốn đi hà nhã phù vội vàng lên tiếng kêu lại ân lăng hàn dừng bước hắn xoay người lại trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Không, không có gì. Hà Nhã Phù vốn định giữ lại cùng đồng hành, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Hàn thì rụt rè thu lời nói trở về. Lăng Hàn làm ra vẻ mặt cao ngạo, hắn và Đại Hắc Cầu tiếp tục đi tới. Chờ sau khi đi vào sơn cốc, Đại Hắc Cầu nhịn không được hỏi. Tiểu tử, người biết người sờ ngực người ta không? Lăng Hàn tối mặt, có người nào nói quá lên như vậy không? Được rồi, chỉ là đụng phải, cũng bị người chiếm tiện nghi. Đại Hắc Cầu tiếp tục nói. Bây giờ người ta bị bá vương khí của ngươi hấp dẫn, không bằng thu nàng đi. Ngươi xem một chút, Tây Thiên Vực đã xem thường chúng ta, chúng ta lừa gạt toàn bộ mỹ nữ của bọn họ. Đến lúc đó những tên kia sẽ khóc thành bộ dạng gì? Tiểu Hàn Tử, chủ ý này thế nào? Ai ai ai, người đi nhanh như vậy làm gì? Chờ cậu ra một chút, là nghiêu ra chứ? mươi 4421, hung thủ. Đương nhiên Lăng Hàn nhớ kỹ mọi chuyện. Nhưng mà, thứ nhất, hắn không có hứng thú với hải Nhã Phù. Thứ hai, hắn tới đây không phải tán gái, hơn nữa thân phận này là giả, cần gì làm hại cô nương người ta khổ sở nhớ mong mình, uổng phí tình cảm. Cho nên, hắn lãnh đạm bóp tắt suy nghĩ của người ta vào lúc này. Hắn không có ác cảm với Tây Thiên Vực, chỉ khó chịu về cách làm của Đông Lâm đế tộc mà thôi. Cầu ra nhớ mùi của tên gia hỏa kia, đại hắc cầu chính là chú đỉnh cấp, trí nhớ của nó rất tốt, nó nhớ lại mùi của tên kia và người người. Đi theo cầu ra, đại hắc cầu đi lên phía trước, lăng hàn đi theo phía sau vừa đi một đoạn đại hắc cầu lại người người một hồi leo lên cây một hồi lại ngự khí bay đến không trung lăng hàn có cảm giác hình tượng của mình bị hao tổn người cười cái gì mà cười đại hắc cầu quay đầu lăng hàn vẫn cười lớn nói không có gì không có gì khẳng định có cái gì đại hắc cầu vô cùng hoài nghi thật không có cái gì lăng hàn cường điệu nói trong lúc nói chuyện bọn họ lại đi vào một sơn cốc tên hỗn đản kia đang ở bên trong đại hắc cầu nói lăng hàn cười nói chúng ta cho hắn một vui vẻ lớn đi. Bọn họ lặng lẽ tiến vào sơn cốc, chỉ thấy cách làm vẫn như cũ, lại là một đám người bị phong lâm thạch dụ hoặc chính mình bước vào trong cạm bẫy. Nhưng hiện tại bọn họ là bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, người kia không nghĩ tới lăng hàn và đại hắc cầu đang ở phía sau hắn. Lúc này đã không cần mũi chó của đại hắc cầu, lăng hàn thả thần thức ra quan sát sơn cốc. Tìm được, mặc dù lăng hàn không biết thần thức ba động của người kia là gì, nhưng chỉ có một đạo thần thức ba động là đơn độc, cho nên người này khẳng định chính là người bố trí sau màn. Hắn lặng lẽ đi tới gần người kia, chỉ là một hồi, hắn nhìn thấy một người đang đứng trên đỉnh núi, dùng nụ cười lạnh nhìn phía dưới. Một đám ngu xuẩn, hắn còn lẩm bẩm, "A, à, thế nào là ngu xuẩn?" Lang Hàn cười nói, Xoát. người kia lập tức xoay người lại, đó là nam tử hơn 30, bề ngoài xấu xí, tu vi chỉ là chú đỉnh." "Là ngươi?" Nam tử kia hoảng sợ hét lớn, trên mặt mang theo thần thái không dám tin. "Đúng thế." hắn không ngờ lăng hàn có thể phá trận thoát ra ngoài lăng hàn nhoẻn miệng cười có phải ngươi rất vui mừng đúng không nam tử kia cau mày hắn tự hiểu lấy mình hắn chỉ là chú đỉnh cảnh mà thôi đinh nhất lại có thể đối kháng với sinh đan sơ kỳ hà nhã phù thực lực còn hơn xa hắn cho nên trọi cứng sẽ chết ha ha có chuyện gì cũng từ từ nam tử kia vội vàng cười nói lăng hàn cũng cười nói tốt trước tiên bắt đầu từ tên của ngươi ta tên là lã ba nam tử kia rất phối hợp đương nhiên hắn bị người ta biết tên cũng không sao. người nghĩ giết ta, rút máu của ta, món nợ này tính thế nào? Lang Hàn lại hỏi. lã ba nói, huynh đệ, ta chỉ là người nghe lệnh làm việc, hoàn toàn không có cách nào. nghe lệnh ai? lã ba đảo mắt một vòng, nói, một vị đại nhân vật. huynh đệ, người không nên hỏi. nếu ta nói ra, chẳng những ta mất mạng, người cũng sẽ bị diệt khẩu. huynh đệ con mẹ ngươi. ầm, lã ba bị đánh vào ót một cái đại hát cầu nhảy tới và nói hỗn đản người muốn ăn thịt bít tết khóe miệng lã ba khóe co giật lúc đó hắn không nghĩ lăng hàn có thể thoát khốn cho nên hắn không đặt đại Hắc cầu vào mắt tùy ý trào phúng nó nếu biết như thế thì hắn đã tích khẩu đức như ra tất cả đều là hiểu lầm hắn cẩn thận trả lời hiểu lầm cái đầu ngươi đại Hắc cầu lại vung móng vuốt đánh tới lã ba không dám trốn hắn mặc cho đại Hắc cầu đánh một cái thật đau ra hai vị đại gia các ngươi bất giận hắn ăn nói khép nép vì mạng sống hiện tại hắn không thể kiên cường chủ nhân của ngươi là ai đại hát cầu thẩm vấn giúp lăng hàn thực sự không thể nói lã ba vội vàng nói hai vị đại gia ta thật sự suy nghĩ vì các ngươi chủ nhân nhà ta có địa vị quá lớn nói ra tên của hắn sẽ xảy ra chuyện không nói vậy không thể làm gì khác hơn là siêu hồn đại hát cầu lạnh lùng nói lã ba lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi bị siêu hồn không có bất cứ bí mật gì có thể che giấu hơn nữa người bị siêu hồn sẽ chịu ảnh hưởng quá lớn, từ đó biến thành ngớ ngẩn thậm chí thức hải vỡ vụn. Hắn tuyệt đối không muốn biến thành ngớ ngẩn và chết đi. Hai vị đại gia, thực sự không thể nói, không thể nói. Vẻ mặt của hắn cầu xin, xem ra, người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đại hắc cầu lại vươn móng vuốt tới. Ta nói, ta nói, lã ba gánh không được, hắn vội vàng thỏa hiệp, chủ nhân của ta là Phó Hỏa Dương. Phó Hỏa Dương, lăng hàn nhìn về phía đại hắc cầu, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. a à, người chưa nghe qua tên chủ nhân của ta. Lã ba lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng hỏi, thế nào, ta cần phải biết hắn là ai sao? Lăng Hàn hỏi, chủ nhân nhà ta chính là hậu duệ đế tộc. Lã ba nói ra, trên mặt đầy biểu lộ kiêu ngạo. Đế tộc cao cao tại thượng như thần linh trên chín tầng trời, tất cả người tầm thần đều phải chiều bái. Nếu như nói trước đó Lăng Hàn còn có hoài nghi, chỉ cần nhìn dáng vẻ của hắn là có thể khẳng định ra hỏa này nói thật, chủ nhân của hắn chính là hậu đại đế tộc bằng không sẽ không có cảm giác ưu việt như thế ta đi điều tra thêm đại hắc cầu kết nối với tinh võng hắn bắt đầu tra tư liệu một lát sau nó nói phó hỏa dương là hậu đại của thiên mệnh thánh hoàng chỉ là đệ tử chi mạch nhưng thiên phú phi thường cao hơn nữa còn là một tên đan sư đế tộc từ trước đến nay rất thần bí hơn nữa bởi vì phó hỏa dương là đệ tử chi mạch bằng không tên của hắn cũng không bị người ngoài biết lăng hàn gật đầu sau đó lại nhìn về phía Lã Ba, nói. Phó Hỏa Dương muốn luyện chế đan dược gì? Không biết, Lã Ba lắc đầu, lại nhìn vẻ mặt hung ác của Đại Hắc Cẩu, hắn vội vàng nói. Ta thật không biết, chủ nhân muốn làm gì, hắn chỉ phân phó mệnh lệnh, sẽ không giải thích. Điều này cũng đúng, Phó Hỏa Dương hiện tại ở đâu? Lã Ba kinh ngạc, hắn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Lăng Hàn, ra hỏa này muốn làm gì? Chủ nhân của hắn là đế tộc, cho dù là chi mạch nhưng cũng đủ châu bò rồi. Chẳng lẽ, người còn muốn tính sổ với chủ nhân ta. Không sai, Lăng Hàn vỗ vai của hắn, nói, cho nên, mau nói ra tung tích của hắn, sự kiên nhẫn của ta luôn luôn có hạn. Lã ba muốn lắc đầu, hắn có sợ hãi tự nhiên với Phó Hỏa Dương, lại bởi vì uy danh đế tộc, lại bởi vì bản thân Phó Hỏa Dương cường đại. Nhưng nghĩ lại, hắn cải biến chủ ý và nói, chủ nhân nhà ta ở khách sạn An Viễn Kim Ninh Thành. Chương 4422, Phó Hỏa Dương. Lăng Hàn cười một tiếng, nói, tu vi phó hỏa dương thấp nhất là sinh đan cảnh đúng không? Lã ba hé miệng, hắn nói một câu, tên kia rất ngạc nhiên. Tại sao ngươi biết, đơn giản, cho dù trên mặt ngươi không có biểu lộ gì, nhưng lúc ngươi nói ra tên của hắn, ta nghĩ ngay đến thực lực của phó hỏa dương, bởi vì ngươi nói chúng ta đang tự tìm đường chết. Lăng Hàn nói, khốn kiếp, ngươi là con run trong bụng ta sao? Ta không phải con run trong bụng ngươi, chỉ là phân tích đơn giản mà thôi. Lăng Hàn lại nói, đại hắc cầu sông lên đạp lã ba ngã xuống đất, nói, phó hỏa dương có tu vi gì, lã ba thở dài, sinh đan hậu kỳ, thôi đi, chút lòng thành, đại hắc cầu lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, lăng hàn có thể giết sinh đan viên mãn đấy. Lăng hàn không chủ quan, nói, chiến lực đâu, ta không biết, lã ba liền vội vàng lắc đầu, a à, thật không biết, lăng hàn nháy mắt với đại hắc cầu, đại hắc cầu hiểu ý, nó xông tới quyền đấm cước đá. Không nói đúng không, đại hắc cầu cười lạnh, nói, Nghiêu ra đá nổ trứng của ngươi, về sau ngươi cứ làm thái giám đi. Lã ba tái mặt, hắn cũng không muốn làm thái giám, nếu không, đời này của hắn xong rồi. Ta thực sự không rõ thực lực chủ nhân, nhưng ít ra là thập trọng thiên trở lên. Hắn nói, thập trọng thiên, đại hắc cầu thử nhe răng, đối với tồn tại này, cho dù lăng hàn có thể tự vệ nhưng hắn không thể thủ thắng. Thật lợi hại như vậy, nó nhìn sang lăng hàn, lăng hàn gật đầu, sinh đan viên mãn bình thường có chiến lực khoảng bát trọng thiên, nhưng đó là lấy thiên đỉnh và thanh đồng đỉnh đột phá, tiên đỉnh phẩm chất càng cao, tu ra tiên đỉnh càng nhiều, chiến lực của sinh đan cảnh sẽ càng cao. Giống như Lão Vĩnh Trường, trọng tôn thiên côn là thiên kiêu tuyệt thế đột phá sinh đan cảnh, chiến lực chí ít cũng là thập ngũ trọng thiên, đó là những gì Lăng Hàn đứng xa quan sát được, thực tế có khi còn cao hơn. Xuất thân đế tộc đều có thể nói là thiên tài, đều dùng bảy tám hoàng kim đỉnh đột phá sinh đan cảnh, cho nên chiến lực vượt qua thập trọng thiên cũng không kỳ quái. Làm sao bây giờ, Đại Hắc Cầu nhìn về phía Lăng Hàn, dù sao cũng phải đi xem một chút, chúng ta không phải người dễ khi dễ. Lăng Hàn thản nhiên nói, Đại Hắc Cầu gật đầu, bọn họ không phải là người nhẫn nhịn khi ăn thua thiệt. Hai vị đại gia, các ngươi có thể thả ta đi không? Lã Ba rất lo sợ, nói, ta thực sự chỉ là người nghe lệnh làm việc. Đại Hắc Cầu xuất thủ, ba, nó đánh nát đầu Lã Ba, đây là đồng lõa, đương nhiên không thể tha hắn. Đi, chúng ta đi Kim Ninh Thành. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn đóng trận pháp lại sau đó ngựa khí phi hành đi về hướng kim ninh thành nơi lã ba đứng là then chốt của trận pháp có thể dễ dàng mở ra và đóng lại hung thủ chạy mau đuổi theo trong sơn cốc mấy chục bóng người xông ra ngoài và đuổi theo hai người lăng hàn hóa xem chúng ta thành hung thủ đại hắc cầu hét lên trận pháp này vừa vỡ người trong sơn cốc cũng thoát khốn lại nhìn thấy lăng hàn cùng đại hắc cầu phá không bay đi còn tưởng rằng bọn họ chính là hung thủ tự nhiên nổi giận đuổi theo trong cốc có ba người là sinh đan cảnh, không cần ngự khí, nhục thân có thể phi hành, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn lăng hàn cùng đại hắc cẩu cho nên cũng kéo gần khoảng cách. Chú đỉnh nho nhỏ lại dám mưu hại chúng ta, một tên sinh đan cảnh tức giận, hắn mặc trang phục màu xanh, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt tức giận. Lăng hàn cao mày, hắn ngự khí phi hành nên không thể phát động thân pháp, cho nên tốc độ của hắn so ra kém sinh đan. Các người có mắt không trồng, rõ ràng chính là hai huynh đệ chúng ta giết hung thủ cứu các ngươi ra, thế mà lợi oán trả ơn, ta nhổ vào. Đại hắc cầu quay đầu kêu lên, con trâu này bị ổi như thế, vừa nhìn đã biết không phải là thứ gì tốt, không thể tin nó. Lại một tên sinh đan nói ra, đó là tên áo xanh. Ngóa, đại hắc cầu lập tức mắng lên, ánh mắt của các người quả nhiên có vấn đề, như ra bị ổi chỗ nào. Ta nhổ vào, toàn thân như ra có chính khí đấy. lang hàn nháy mắt, hắn và đại hắc cầu đáp xuống. Tốc độ không bằng, hắn không có khả năng vứt bỏ ba tên sinh đan hư biết đi không được cho nên tự hiểu lấy mình tên sinh đan trang phục màu xanh nói ra lười nói nhảm với các ngươi lang hàn xuất thủ lực lượng kinh khủng sôi trào ba tên sinh đan biến sắc khốn kiếp quá mạnh ba chiêu hai thức mà thôi ba tên sinh đan bị đánh nằm trên mặt đất lang hàn cũng không có hạ tử thủ chỉ dạy dỗ bọn họ mà thôi đi hắn nói với đại hắc cẩu các cháu về sau học ngoan chút Đại hát cầu đạp lên đầu ba sinh đan một cái, lúc này mới lắc mông rời đi. Một lát sau, ba sinh đan bò dậy, bọn họ nhìn nhau, trên mặt bọn họ đều là dấu chân, có thể nói L cực kỳ chật vật. Ghê tởm, tên sinh đan áo xanh giống to, quá ghê tởm, sinh đan khác cũng nắm chặt nắm đấm, có khả năng bọn họ không phải hung thủ, tên sinh đan thứ ba nói, bằng không, bọn họ hoàn toàn có thể giết chúng ta. Đúng thế, với chiến lực của gia hỏa vừa rồi, hoàn toàn có thể đánh chết bọn họ dễ dàng cần gì vẽ vời cho thêm chuyện, cần bố trí trận pháp hay sao? Nói như vậy, bọn họ thật lấy oán trả ơn. Ai, bị đánh một trận cũng đáng đời. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu không tiếp tục ngự khí phi hành, hắn không thi triển thân pháp, tốc độ đi trên mặt đất rất nhanh. Đương nhiên, nếu bước vào sinh đan cảnh thì khác biệt, không cần pháp khí cũng có thể phi hành, có thể thi triển thân pháp trên không trung, từ đó tốc độ tăng vọt. Sau gần nửa ngày, bọn họ đã đi tới Kim Ninh Thành. An viễn khách sạn rất dễ tìm, một người một chó nhanh chóng tìm tới nơi đây. Khách sạn rất lớn, thực sự rất lớn, có phòng khách bình thường, cũng có biệt viện độc lập, thuê một ngày phí tổn rất kinh người. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu cũng thuê lại một tòa biệt viện, thực lực phó hỏa dương quá mạnh, bọn họ không nên đánh rắn động cỏ. Sau khi ở lại, Lăng Hàn thả thần thức ra dò xét vị trí của phó hỏa dương. Qua một lúc, hắn dò xét có một đạo khí thức cường đại giống như một đám lửa, đáng sợ không gì sánh được, nhưng quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện đám lửa này rất lạnh đây chính là phó hỏa dương hắn tu luyện công pháp gì thật cổ quái đúng lúc này đối phương đã có phát giác thần thức thăm dò vị trí của lăng hàn khá lắm thần thức cũng quá nhạy cảm lăng hàn vội vàng thu thần thức trở về sau đó mở mắt ra hắn nói với đại hắc cẩu chúng ta bị phát hiện ngoá sức cảm ứng của tên kia mạnh như vậy đại hắc cẩu kinh hô đi ra đúng lúc này bên ngoài có một giọng nói nhu hòa không có chút tức giận gì lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn cất bước đi ra ngoài. Trường 4423, phách lối không cố kỵ. Lăng Hàn đi ra ngoài, bên ngoài đình viện có một nam tử trẻ tuổi đang đứng. Nam tử này dáng người cao gầy, mặc trường bào màu sữa, khí chất rất thong dong. Mặc dù phần lớn mái tóc của hắn màu đen, lại có một đám nhỏ là màu trắng, dường như hắn cố ý làm như vậy. Phó Hỏa Dương, Lăng Hàn hỏi, mặc dù hắn đã có chín thành chắc chắn. Nam tử này gật đầu, ta là Phó Hỏa Dương, hắn dừng một lúc mới nói thủ hạ của ta rơi vào trong tay ngươi lăng hàn cũng không giấu giếm không sai chết rồi phó hỏa dương hỏi chết rồi phó hỏa dương cười một tiếng đúng lúc đỡ ta phải xuất thủ đối xử nhẫn tâm với thủ hạ như vậy sao lăng hàn hỏi thủ hạ bán đứng chủ nhân giữ lại tiếp tục bán đứng ta sao phó hỏa dương cười nói ha ha xem ra ngươi là kẻ có tính cách thà phụ cả thiên hạ cũng không cho phép người trong thiên hạ phụ ngươi lăng hàn nói phó hỏa dương lắc đầu ta chính là đế tộc tự nhiên cao cao tại thượng quyết định sinh tử một con kiến hôi thì tính là cái gì trong mắt ta thủ hạ chỉ là sâu kiến mà ngươi cũng giống như vậy đầu bạc miệng của ngươi rất đáng ăn đòn đại hắc cầu bước tới miệng của nó còn độc hơn lăng hàn nhiều nhưng phó hỏa dương không tức giận hắn nhìn sang đại hắc cầu một chút ánh mắt lại nhìn sang lăng hàn ngươi có chút đặc biệt rõ ràng chỉ là chú đỉnh nhưng lại cho ta cảm giác rất mạnh đương nhiên mạnh hơn nữa cũng chỉ là sâu kiến, chỉ mạnh hơn con kiến bình thường một chút. Lăng Hàn lắc đầu, trái một con kiến hôi, phải một câu cao cao tại thượng, ha ha, đế tộc thì thế nào, người có bốn chân sáu tay hay sao? Phó Hỏa Dương thản nhiên, hắn là người bụng giả dạ cực sâu, hắn nhìn Lăng Hàn. Máu của ngươi, có lẽ rất hữu dụng, hắn ngang nhiên xuất thủ bắt lấy Lăng Hàn, hưu hưu hưu, hắn vươn tay tìm tòi, giữa ngón tay có từng tia sáng lưu động giống như mộng ảo. Lăng Hàn ngưng quyền đánh tới, bành, Hai người va chạm với nhau, Lăng Hàn liên tục lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Thật mạnh, gia hỏa này đâu chỉ có chiến lực thập trọng thiên, chỉ ít thập tam thập tứ trọng thiên, một kích này bị tiên đỉnh duy nhất hóa giải một bộ phận, nhưng dư âm xung kích vẫn còn Lăng Hàn bị thương. Hơn nữa, một kích này chỉ là một kích tiện tay của Phó Hỏa Dương, một khi đối phương thật sự quyết tâm, chiến lực của đối phương sẽ mạnh đến mức nào. a à, Phó Hỏa Dương cũng ngạc nhiên, hắn cho rằng chỉ tiện tay là có thể bắt lấy Lăng Hàn, không ngờ đối phương chúng một quyền vẫn có thể sống sót hơn nữa đón đỡ một kích của hắn mà không chết khóe miệng chỉ chảy máu thân thể đối phương mạnh cỡ nào thú vị rất thú vị hắn cười lạnh ánh mắt sáng lên nếu như dùng máu của ngươi làm chủ dược liệu khi đó luyện ra vạn linh huyết đan khẳng định sẽ có hiệu quả kinh người lang hàn hừ một tiếng vậy ngươi phải có năng lực mới được ha ha mặc dù ngươi có thể hóa giải một kích của ta ngươi nên biết một kích vừa rồi chỉ là một phần trăm thực lực của ta phó hỏa dương cười nói ta có thể cho ngươi con đường sống lấy máu của ngươi ra sau này làm con chó cho ta lăng hàn bật cười ngươi lấy tự tin ở đâu ra bởi vì ta họ phó hậu duệ của thiên mệnh thánh hoàng phó hỏa dương nói ra hắn nói như việc này là hiển nhiên hậu duệ đế tộc thì có thể muốn làm gì thì làm lăng hàn nói chẳng lẽ không đúng sao phó hỏa dương hỏi lại hắn lắc đầu nói ta sẽ chiêu cáo thiên hạ muốn dùng máu ngàn vạn thiên tài luyện chế vạn linh huyết đan, có ai dám làm gì ta? Đế tộc, đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn lắc đầu, thật không biết ngươi có cảm giác yêu Việt từ đâu, đúng lúc ta rất thích dẫm những kẻ như ngươi. Sau khi nói xong lời này hắn lập tức di chuyển, nhưng hắn không lao tới tấn công phó hỏa dương, hắn lại bay ngược về phía sau, một tay bắt lấy đại hắc cẩu và phát động chỉ xích thiên nhai, hắn lập tức trốn đi. Việc này, phó hỏa dương ngẩn ra, nghe lăng hàn nói rõng rạc như thế, vốn cho rằng lăng hàn là người rất xúc động bị kích động lao tới giết mình nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người ta không phải kích động đó là một người xảo quyệt chuồn mất chuồn mất chuồn mất ngạo khí của ngươi ở đâu cảm giác chính nghĩa của ngươi đâu bởi vì tranh lệch quá lớn nên hắn ngây người sau đó mới đuổi theo lăng hàn hắn là sinh đan cảnh có thể dùng nhục thân phi hành bởi vậy tốc độ của hắn không giảm bớt lăng hàn co chân chạy như bay tốc độ nhanh đến kinh người Hắn đã biết chiến lược phó hỏa dương trí ít thập tam trọng thiên trở lên, còn đánh cái rắm. Hắn rất ngạo khí nhưng không phải tiểu tử miệng còn hôi sữa, biết rõ không địch lại còn muốn đụng đầu rơi máu chảy. Nếu không phải bất đắc dĩ, lang hàn sẽ không vận dụng thiên đạo hỏa, cho nên hắn lựa chọn rút lui. Phải biết, hắn chỉ là chú đỉnh, hắn có thể nghiền ép sinh đan bình thường, nhưng đối phương lại là thiên kiêu, vậy thì khó làm. Không vội, chỉ cần hắn bước vào sinh đan cho dù chiến lực không tăng lên thập trọng thiên nhưng ít ra cũng không cần lại sợ phó hỏa dương. Hắn đát xuống đất, phía dưới là nhà cửa liên tiếp, hắn lại thu liếm khí thức toàn thân, muốn từ không trung tìm ra hắn, độ khó rất cao. Oanh, nhưng lăng hàn lập tức phát hiện, mặt đất chung quanh rung động và nhà cửa sụp xuống. Động đất, đương nhiên không phải, là phó hỏa dương, hắn đứng giữa không trung, lại công kích không hề cố kỵ, hắn đánh một trưởng đè sập rất nhiều nơi. Biên rồ, phải biết, đây không phải phòng chống, trong phòng có rất nhiều người bị phó hỏa dương công kích như thế người trong phòng đều chết đi những người này là người vô tội không chỉ lăng hàn cho dù là đại hắc cầu cũng nổi giận đối phương không có nhân tính ha ha tất cả đều là tại ngươi phó hỏa dương thản nhiên nói các ngươi không chạy người nơi này sẽ không chết cho nên các ngươi mới là kẻ cầm đầu hại chết những người này dựa vào tại sao có thể có như thế người vô sỉ phó hỏa dương thao ngươi mẹ đại hắc cầu từng chữ từng chữ chân chính hiu 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 phát sinh động tĩnh lớn như vậy trong thành cao thủ đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn nhao nhao bay lên bầu trời ác tử lớn mật lúc này có cường giả chân ngã cảnh đưa tay bắt lấy phó hỏa dương đế tộc làm việc còn không lui xuống phó hỏa dương quát một tiếng cái gì tên cường giả chân ngã cảnh kia vừa vươn tay một nửa nhưng lại rút trở về đế tộc giống như thần linh ai dám đắc tội phó hỏa dương mới vừa nói hắn đã chiêu cáo thiên hạ hắn muốn dùng máu vạn người luyện đan, có người nào dám bắt hắn. Người dùng cái gì chứng minh mình là đế tộc, tên cường giả chân ngã cảnh quát hỏi, hắn hỏi câu này đã chứng tỏ hắn sinh ra sợ hãi. chương 4424, bị treo thưởng. Phó Hỏa Dương chỉ cười nhạt một tiếng, oanh, đột nhiên trên người hắn tỏa ra khí thế đáng sợ, uy nghiêm giống như một vị đại đế. Đây là đế huyết, tên cường giả chân ngã cảnh không hoài nghi, chỉ có đế tộc mới có đế huyết, đây mới là chứng minh cứng rắn nhất hắn không còn nói câu nào đã xoay người rời đi kim ninh thành hủy thì hủy chỉ cần tộc nhân không có việc gì là được rồi phó hỏa dương cười nhạt một tiếng hắn cảm thấy đây mới là việc đương nhiên đế tộc làm việc ai dám cản ta nói không sai chứ phó hỏa dương đứng ở không trung sinh đan cảnh có thể đạp hư không có thể nói hắn trang bước tới cực hạn hắn tiếp tục phát tay đánh ra một trường mặt đất bốn phía sụp xuống còn không ra hắn thản nhiên nói các ngươi muốn bồi mạng bao nhiêu người mẹ nó lăng hàn và đại hắc cẩu đều nguyền rủa phó hỏa dương không có nhân tính bọn họ nhìn nhau và lao ra khỏi thành dù đại hắc cẩu xấu bụng âm hiểm nhưng nó không muốn nhìn thấy nhiều sinh linh vô tội chết vì mình sâu kiến dù sao cũng là sâu kiến phó hỏa dương nói ra hắn cảm thấy lăng hàn và đại hắc cẩu làm ra tinh thần hy sinh như vậy là ngu không ai bằng đều là sâu kiến mà thôi chết một ngàn chết một vạn thì thế nào đi ra thì đúng lúc hắn cảm thấy hứng thú với máu tươi của lăng hàn bởi vì hiệu quả luyện dược rất cao, dùng chữa trị ám thương khi hắn luyện công, từ đó mở ra đại đạo bằng phẳng giúp hắn leo lên võ đạo đỉnh phong. Hắn lập tức di chuyển và đuổi theo Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu. Xuất thân đế tộc, cho dù chỉ là chi nhánh thì hắn cũng nắm giữ thân pháp cao minh, lại thêm chiếm ưu thế cảnh giới, tốc độ của hắn hoàn toàn không chậm hơn Lăng Hàn, cho dù Lăng Hàn lợi dụng địa hình chạy trốn như thế nào, hắn luôn luôn theo chặt chẽ. Tiểu Hàn Tử, tại sao tên này khó chơi thế? Đại Hắc Cầu truyền âm nói lăng hàn nhíu mày hắn thật sự muốn dùng thiên đạo hỏa thiêu chết phó hỏa dương nhưng sau khi dùng thiên đạo hỏa rất dễ dàng liên lụy tới chân thân của hắn bởi vì lúc trước hắn đã dùng thiên đạo hỏa đối kháng bí bảo của phong kế hành trong bạch liên bí cảnh cho nên hỏa diễm trong tay hắn đã bị nghiên cứu triệt đề cho nên dùng thiên đạo hỏa có ý nghĩa thân phận giả này không dùng được lại dùng một thân phận giả khác ha ha thủ hỏi trong thiên hạ lấy ở đâu ra nhiều như vậy yêu nghiệt có thể dùng tu vi chú đỉnh chiến thắng sinh đan chúng ta chạy xuống đất, lăng hàn chui xuống mặt đất, năng lượng hủy diệt sôi trào, tùy tiện hòa tan mặt đất hình thành thông đạo. Oanh, phía trên bị oanh kích, hiển nhiên phó hỏa dương cũng phát hiện bọn họ chạy xuống đất, cũng bắt đầu oanh kích mặt đất đuổi theo. Lăng hàn không đi thẳng tắp, không ngừng đi vòng, hơn một giờ sau mới thoát khỏi phó hỏa dương. Có thể thành công, đương nhiên là bởi vì tốc độ của hắn không kém phó hỏa dương kém bao nhiêu, nếu không, chú đỉnh cảnh bình thường đã sớm biến thành thi thể lăng hàn và đại hắc cẩu chui ra khỏi mặt đất bọn họ đi tới bên cạnh cái hồ lớn và tắm rửa một phen lại dùng lửa nướng thức ăn ghê tởm đời này của cẩu ra chưa bao giờ chật vật như thế đại hắc cẩu vừa ăn vừa gào lên hiển nhiên nó rất tức giận lăng hàn cũng không hề tức giận hắn không phải mới bị đuổi giết lần đầu tiên là phó hỏa dương quá đáng hận lại tỏ vẻ cao cao tại thượng hắn xem người khác như sâu kiến loại tâm tính này quá buồn nôn danh sách phải giết sẽ có tên của hắn hắn từ tốn nói tiểu tử ngươi cũng quá bình tĩnh, đại hắc cầu lắc đầu, thì thế nào, lang hàn cười, tìm chu vận kia, sau đó đánh hắn một trận, đại hắc cầu nói, đây là kế hoạch ban đầu của bọn họ, tận lực tìm người bài danh cao hơn để đánh, từ đó gia tăng danh tiếng bản thân. Được, lang hàn gật đầu, ngược lại hắn cách chú đỉnh viên mãn còn kém chút, tạm thời không có khả năng đột phá sinh đan, chuyện đối phó phó hỏa dương sang một bên, tránh phá hư tâm tình của hắn. Bọn họ quay lại trong thành, vừa đi vừa tìm hiểu tung tích của Chu Vận, sau đó bọn họ biết được tin tức buồn nôn thì ra phó hỏa dương đã phát ra treo thưởng muốn bắt lăng hàn cùng đại hắc cẩu gia hỏa này cũng thần thông quảng đại thế mà biết được thân phận lăng hàn và đại hắc cẩu chỉ rõ muốn bắt lấy đinh nhất cùng đinh nhị mới quật khởi gần đây hắn chỉ yêu cầu bắt sống đinh nhất còn đinh nhị chết sống không hạn chết mà ban thưởng là cái gì là một giao tình với phó hỏa dương chỉ là sinh đan cảnh giao tình của hắn đáng tiền sao giá trị bởi vì hắn là đế tộc chỉ cần có dính líu quan hệ với hắn, như vậy cho dù là ai đối phó mình cũng phải suy nghĩ một chút, chọc giận đế tộc sẽ dẫn họa sát thân. Cho nên, thật nhiều thế lực đã nghe tin và lập tức hành động, bắt đầu tìm kiếm lăng hàn và đại hắc cẩu, trong đó không thiếu sinh đan cảnh và chân ngã cảnh. Đây là tùy ý làm bậy hay sao? Đại hắc cẩu tức giận run rẩy, tên kia hủy cả một tòa thành, kết quả chẳng những không có người đi trị hắn, ngược lại còn giúp hắn đuổi giết chúng ta. Ách, nghiêm ngặt mà nói là truy sát ngươi, ta không có nguy hiểm tính mạng. Lăng Hàn cải chính, điều tiết bầu không khí một chút. Thật sự là tức chết cẩu ra, đại hắc cẩu nhổ nước bọt, đế tộc thực sự rất khó lường, rất khó lường, Lăng Hàn gật đầu, sau đó lại là cười một tiếng. Những người này định giết ta, tiểu hàn tử, cẩu ra thích tính cách không khuất phục của ngươi. Đại hắc cẩu vỗ vỗ vai Lăng Hàn, nói, cố lên, cố gắng, cẩu ra sẽ ở phía sau động viên ngươi. Cút, bọn họ không dám khinh thường, Bây giờ người bị hại còn bị đuổi bắt, vừa nghĩ đã làm người ta vừa buồn bực và tức giận. Có tinh võng tồn tại, muốn tìm tin tức của Chu Vận cũng không khó, một người một chó xuất phát thật nhanh, dự định đi chuyến này sẽ rời khỏi tinh thể. Vì cái gì không hiện tại đi? Đương nhiên là nuốt không trôi một khẩu khí này, đánh bại Chu Vận lại rời đi, chẳng khác gì nói với Phó Hỏa Dương, ta cũng không sợ ngươi, mà ngươi chính là kế tiếp. Một ngày sau đó, bọn hắn đi vào Quảng Vân thành, nghe nói Chu Vận đã ở nơi này. Hắc hắc hai vị xin dừng bước. Bọn họ đi vào cửa thành, còn chưa vào thành đã có nam tử trung niên chặn bọn họ lại, nói. Chờ các ngươi thật lâu, Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu nhìn nhau, bọn họ bị ôm cây đợi thỏ. Đã đến, vậy cũng không cần đi. Nam tử trung niên cười nói, hắn vươn tay về phía Lăng Hàn, lúc này khí tức đáng sợ bộc phát, rõ ràng là cường giả sinh đan viên mãn. Lăng Hàn quát lên một tiếng, hắn nâng song quyền nghinh tiếp. Bành, hai người va chạm với nhau, Lăng Hàn lảo đảo suýt ngã, Hắn lui về phía sau một bước nhưng dư lực đã bị tiên đỉnh duy nhất hóa giải sạch sẽ, cho nên hắn lông tóc không tổn thương. A, à, nam tử trung niên rất kinh ngạc, không nghĩ tới một kích của hắn lại không thành công. Hắn hử nhẹ một tiếng và xuất thủ với Lăng Hàn lần nữa. Chương 4425, chó săn. Đi, Lăng Hàn nâng lấy đại hắc cẩu và hối hả rời đi. Bây giờ không phải là bọn họ đi tìm Chu Vận, mà là chính mình bị truy sát. Trốn được sao? Nam tử trung niên kia hừ một tiếng hắn bay lên không và đuổi theo lăng hàn. Lão sát tài, chúng ta giết phụ thân hay bán mẫu thân của người đi, tại sao người không dùng nước tiểu soi mặt xem, người bị bệnh thần kinh sao? Đại hắc cầu không có việc gì làm nên gào lên, mấu chốt là, nói không chỉ hét lên mà còn dùng thần thức truyền âm. Bởi vậy, đầu tiên nam tử trung niên nghe trong thức hải, sau đó lỗ tai mới nghe thấy. Mẹ nó, con hàng này muốn đả kích hai lần, nam tử trung niên kia giận dữ, hắn liên tục xuất thủ nhưng tốc độ lăng hàn cực nhanh, mỗi lần hắn xuất thủ đều thất bại. Ha ha, đánh không chúng đánh không chung, lêu lêu, ngươi là lão sát tài, đi theo phía sau người giám của ta đi. Đại hắc cầu cười to, nó liên tục đả kích đối thủ. Nam tử trung niên kia hừ một tiếng, dùng thần thức truyền âm nói. Các ngươi biết bổn tọa là ai không? Hắn chỉ có thể dùng thần thức truyền âm, hắn không mở miệng nói chuyện, bởi vì tốc độ giọng nói không nhanh bằng tốc độ của đối phương, hắn đang ở phía sau nên không thể nói cho hai người lăng hàn nghe. Biết, ngươi không phải cháu trai của ta sao đại hát cầu tiếp tục đả kích nam tử trung niên tức giận tại sao con trâu đen kia làm người ta chén ghét như thế ngươi không thể nói hai câu tiếng người sao hắn áp chế lửa giận nói bản tọa họ trình trình ra ta nắm giữ một môn bí thuật chỉ cần bị ta nhìn chúng cho dù các ngươi trốn tới chân trời góc biển cũng bị ta tìm ra cho nên bản tọa khuyên các ngươi một câu nên ngoan ngoãn dừng lại đừng lãng phí khí lực đại hát cầu cười nói nhìn khẩu hình của ta mẹ, mày, đi. Nam tử trung niên cười lạnh, tất cả tư liệu của các ngươi bị ta chuyển về gia tộc, sau đó không chỉ bản tỏa đuổi giết các ngươi, toàn bộ trình gia sẽ đuổi giết các ngươi. Lang Hàn không sợ nam tử trung niên này, hắn không phải chưa chém giết sinh đan viên mãn, thực lực của người này chỉ là cửu trọng thiên, căn bản không làm gì được hắn. Nhưng nếu dẫn phó hỏa dương xuất hiện, vậy thì không dễ làm. Bản tỏa cũng bội phục các ngươi, dám đắc tội đế tộc. Nam tử trung niên nói, hắn đuổi theo thật nhanh, đây là tâm lý chiến, hắn muốn dọa lăng hàn cùng đại hắc cầu sợ hãi. Chỉ là bàng chi của đế tộc, có gì phải sợ. Đại hắc cầu phụ trách mắng chiến, cũng là trình ra các ngươi, nghe người nói rất châu bò, kết quả lại cam tâm làm chó cho bàng chi đế tộc, phi, làm châu, ra khinh bỉ các ngươi. Có thể làm việc cho đế tộc, đó là vinh hạnh của chúng ta. Nam tử trung niên nói ra, hắn không cảm thấy hổ thẹn mà còn lấy làm vinh dự. Gặp được kẻ vô sỉ như thế, Đại hắc cầu cũng không biết nên nói cái gì, nó cho rằng là sỉ nhục thì người ta cảm thấy vinh quang, nó mắng nhiều hơn nữa chẳng khác gì tán dương đối thủ. Lão sát tài, đuổi theo đi, đuổi kịp ta thu ngươi làm con trai. Đại hắc cầu lại bắt đầu vô lại, đây mới là sở trường của nó, có thể chọc người ta tức giận không nhỏ. Quả nhiên, nam tử trung niên kia càng nghe càng giận, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Bản tọa trình đông binh thề, sau khi bắt được con trâu ngươi, ta nhất định sẽ ăn từng khối thịt của ngươi có thể chọc cường giả sinh đan cảnh tức giận như thế, công lực của đại hắc cẩu không yếu đi. Ha ha, trong bụng của ta đầy phân, có phải ngươi cũng ăn không? Đại hắc cẩu cười to, nó không nói cái gì thô tục, há miệng ngậm miệng lại chọc người ta tức điên. Trình Đông Binh tức giận, vừa rồi hắn thề sẽ ăn sạch đại hắc cẩu, hiện tại bị hỏi có ăn cả phân hay không, hắn thật sự không biết nói cái gì. Con trâu đê tiện, ngươi muốn chết, hắn tức giận toàn thân bốc lửa như hỏa nhân, nha, lão sát tài, tại sao ngươi đột nhiên bốc lửa? Đại hắc cầu lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, a, à, ngươi muốn ăn như thế sao, nghĩ muốn nướng bản thân mình rồi ăn. Ngươi thật trâu bò, ngươi thật sự rất trâu bò, ta bội phục kẻ ăn hàng như ngươi. Trình Đông Binh đã che tay lại, không nghe thấy lời của đại hắc cầu, hắn lại không có biện pháp phong bế thức hải, bởi vì hắn còn muốn liên hệ với người trong gia tộc, bởi vậy hắn vẫn phải nghe những lời xấu xa của đại hắc cầu. Hắn đã lười nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào đại hắc cầu đó là con trâu đáng chết. Hả, đột nhiên lăng hàn cao mày, thần trí của hắn đã phát hiện có người ở phía trước, bên cạnh cũng có người tiếp cận hắn, bọn họ giống như mở ra một tấm lưới, hiện tại là thời điểm thu lưới. Người của Trình ra sao? Rất có thể, Trình Đông Binh thông qua tinh võng liên hệ với người gia tộc, cho nên, trôi qua thời gian lâu như vậy, người Trình ra thông qua đường tắt chặn đường cũng không có gì lạ. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được có người tới, hắn không thể xác định tu vi của bọn họ như thế nào bỗng nhiên hắn ngừng lại tiếp tục chạy cũng không có ý nghĩa làm vậy chỉ rơi vào bẫy của đối phương mà thôi a à, trình đông binh kinh ngạc hắn không nghĩ tới lăng hàn lại đột nhiên dừng lại chẳng lẽ đối phương ý thức được cái gì không sao cao thủ gia tộc đã chạy tới hiện tại còn hình thành xu thế vây công tiểu tử tại sao không chạy hắn hỏi một câu trên mặt mang theo cảm giác yêu việt lăng hàn không nói đã có đại hát cầu ở đây hắn cũng không cần phụ trách nhiệm vụ hấp dẫn thù hận. Qua một lúc có bảy bóng người xuất hiện, bọn họ già nhất đã qua năm 60 tuổi, không đúng, còn có một người trẻ tuổi, kẻ này khoảng hai 30 tuổi, sức sống 10 phần. Lăng Hàn trọng điểm nhìn sang tên trẻ tuổi, hắn từ khí tức của đối phương phát hiện đó là cao thủ sinh đan viên mãn. Ha ha, đến rồi, giới thiệu một chút, Trình Đông Minh thấy Lăng Hàn nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia, hắn cười nói. Đây chính là thiên tài của Trình Gia Ta, tên là Trình Vụ, hắn chỉ tu luyện 80 năm là đạt tới sinh đan viên mãn. Vụ nhi chính là thiên tài trình gia chắc chắn đột phá chân ngã cảnh, ngày sau sẽ khai sáng thời đại mới cho trình gia chúng ta. Lăng Hàn nói, thì ra đã già 7-80 tuổi, còn giả vờ thành nai tơ. Trình vụ hư một tiếng, hắn xông lên đầu tiên, hắn đấm ra một quyền mang theo thần quang trói mắt, hơn nữa thần quang còn hóa thành đao kiếm chém thẳng về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vung quyền đón đỡ, banh, lực quyền va chạm, lực lượng của hắn vỡ nát, thần quang của trình vụ vẫn còn và đâm vào người lang hàn, phốc phốc phốc, thần quang như đánh vào khối sắt. Lang hàn không quan tâm tới công kích bằng năng lượng thuần phí chỉ cần không cao hơn cực hạn chịu đựng của tiên đỉnh duy nhất, hắn có thể hóa giải dễ dàng. Lực lượng khoảng thập trọng thiên, lang hàn nói thầm trong lòng, hắn đã biết được thực lực của trình vụ. Hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng trình vụ lại ngạc nhiên không nhỏ. Đây là chú đỉnh cảnh đấy, chương 4426, chém một người, chạy có phải rất giật mình hay không đại hắc cẩu cười nói đây chính là thực lực tiểu đệ của ta đám các ngươi rửa mông sạch sẽ chờ ta đạp từng người quả nhiên kẻ này có điểm cổ quái trình đông binh nói vừa rồi bản tọa đánh hắn một trưởng nhưng lực lượng lại như đá chìm xuống biển khó trách có đế tử muốn bắt hắn một tên cường giả trình ra gật đầu trong ánh mắt có vẻ tham lam trình đông binh lập tức cảnh cáo đây là người đế tử muốn không nên động ý niệm khác trong đầu cường giả trình ra rung động ánh mắt khôi phục bình tĩnh như ban đầu. Nếu dám cướp đồ của đế tộc, trên đời này không còn ai cứu được ngươi. Trình vụ trầm ngâm một lúc, nói, dùng binh khí, hắn có thể hóa giải lực lượng, nhưng không nhất định có thể hóa giải binh khí sắc nhọn. Khốn kiếp, tên giả thành nai tơ rất độc ác, lang hàn không chút biến sắc, tiên đỉnh duy nhất chỉ có thể hóa giải lực lượng đả kích nhưng nó không thể hóa giải binh khí sắc bén đâm, chém, bởi vậy lang hàn sẽ bị thương. Ân, đám người trình đông binh đều vận dụng binh khí, có đao, có kiếm, cũng có côn và chùy tất cả đều là pháp khí tam tinh. Đều là cao thủ, cầu ra không có đất dụng võ rồi. Đại hắc cầu truyền âm với Lăng Hàn, Lăng Hàn lắc đầu, không cần người xuất thủ, ta tùy tiện ứng phó mấy chiêu, khi đó chúng ta sẽ chạy đi. Được, đại hắc cầu gật đầu, nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hưu hưu hưu, tám người trình đông binh cùng sông về phía Lăng Hàn. Sát khí sung kích, ông, cho dù là sinh đan cảnh thì như thế nào, thân thể tám cường giả ngừng lại, bọn họ lâm vào đần độn trong giây lát, Lăng Hàn thừa cơ giết ra ngoài, hắn để mắt tới một tên sinh đan cảnh yếu nhất, vừa xông lên đã sử dụng đại chiêu. Đồ thần thuật, đây là chuẩn đế thuật, lại phối hợp cửu dương thiên kinh, kỳ thật trong giai đoạn hiện tại, uy lực của nó không thua gì đế thuật, tăng thêm hắn sử dụng năng lượng hủy diệt, hai tay ẩn chứa năng lượng màu đen. Phốc, hắn đánh ra hai trường vào ngực cao thủ trình ra, mắt trần có thể thấy ngực người kia lõm vào, hai tay của lăng hàn đã xuyên qua ngực đối phương năng lượng hủy diệt có khả năng hủy diệt tất cả, lại thêm đồ thần thuật khủng bố, uy lực một kích này mạnh đến đáng sợ, trực tiếp miểu sát một tên sinh đan cảnh. Đương nhiên, đó chỉ là cao thủ sinh đan trung kỳ. Lăng Hàn đánh một kích thành công, hắn không ham chiến và rời đi thật nhanh. Chỉ trong nháy mắt sau đó, bảy người trình ra đã khôi phục lại như cũ, nhìn thấy một tên tộc nhân bị đánh chết, bọn họ tức giận sùi bọt mép. Ác tử đáng chết, trình đông binh quát lớn, trong mắt hắn như phun ra lửa. Đại hắc cầu cười to lão sát tài, cho dù huynh đệ của ta đứng trước mặt ngươi, mặc kệ ngươi oanh kích, ngươi dám giết hắn sao? khí thế của trình đông binh yếu đi rất nhiều, hắn dám giết người sao? đương nhiên không dám. lăng hàn là người mà phó hỏa dương chỉ đích danh muốn sống, hắn dám làm trái lời đế tử hay sao? cho nên ta nói lão sát tài về sau ít chém gió. đại hắc cầu đưa chân che mặt nói rất mất mặt. bảy người trình ra đều tức chết, đã giết người của bọn họ còn lên tiếng châm chọc như thế nhất định phải băm nát con trâu đê tiện kia ân không thể cho nó chết quá dễ dàng ít nhất phải lăng chỉ nửa năm đại hát cẩu nhìn sang lăng hàn nói kỳ quái rõ ràng là ngươi giết người vì cái gì bọn chúng hận ta như thế mặc dù lời này nói với lăng hàn nhưng nó lại dùng thần thức truyền âm để cho đám người trình gia nghe thấy rõ ràng lúc này người trình gia càng tức giận hơn các ngươi bốc lửa cho ta xem đi không nên nướng bản thân mình thành thịt bít tết đấy đại hát cẩu không ngừng trào phúng nó dương dương đắc ý. Lăng Hàn trốn xuống lòng đất thoát khỏi truy binh, đúng như Trình Đông Binh nói, bọn họ am hiểu thuật truy tung, chờ qua nửa ngày, người Trình ra lại xuất hiện. Sau khi giao thủ vài chiêu, Lăng Hàn bắt đầu rút lui. Trình gia cũng đã có kinh nghiệm, phi thường chú trọng bảo vệ tộc nhân, nhất là trình vụ, hắn chịu ảnh hưởng của lăng hàn nhỏ nhất, bởi vậy sau khi chúng sát khí xung kích, hắn là kẻ phản ứng trước tiên, hắn vội vàng xuất thủ với lăng hàn để bảo vệ tộc nhân. Đinh nhất, lần này ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát trình vụ nói ta đã mở tinh võng trực tiếp cho hề chạy trốn của ngươi đã bị mọi người biết a à, lão tiểu tử ngươi thật am hiểu truy sát đại hắc cầu cười nói huynh đệ ngươi phải chú ý hình tượng một chút người trong tinh không đang nhìn ngươi đấy lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn không đặt trong lòng đầu tiên hắn đang dùng thân phận giả thứ hai một tên chú đỉnh bị bảy tên sinh đan truy sát việc này có gì mất mặt nếu nói mất mặt cũng là trình ra mất mặt, đối phó một chú đỉnh lại cần bảy tên sinh đan liên thủ. Giết, trình vụ, trình đông binh đều cầm pháp khí lao tới, việc này làm lang hàn nhức đầu, dù sao tiên đỉnh duy nhất chỉ có thể hóa giải lực lượng oanh kích thuần túy, nhục thể của hắn chưa mạnh đến mức có thể dùng thân thể ngăn cản pháp khí. Chạy, lang hàn trực tiếp quay người lại, hắn không chiến mà chạy. Tiểu tử, không phải ngươi rất phách lối sao, đến chiến đi, chạy cái gì, bảy người trình ra không ngừng khiêu khích dường như không muốn đại hắc cẩu giành mất danh tiếng. Bọn họ đánh sai chủ ý, đại hắc cẩu là ai? Đó là kẻ âm hiểm, chỉ nói ngôn ngữ công kích, nó nhận mình thứ hai sẽ không có kẻ nào nhận thứ nhất. Bảy người khiêu khích thì thế nào, đại hắc cẩu phát động khẩu chiến mắng bảy người. Ngay từ đầu người trình ra còn có lực cãi lại, nhưng mắng một lúc lâu, bọn họ liên tục bại trận, căn bản không địch lại cái miệng tiện của đại hắc cẩu. Người ta rèn luyện cái miệng tiện suốt mấy kỷ nguyên, người trình ra không thể so sánh. Cuối cùng, Bảy người trình ra đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ lo cắm đầu truy sát. Tất cả đều thông qua tinh võng trực tiếp, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều kinh hãi trước thực lực của Lăng Hàn, Tây Thiên vực bọn họ đã sinh ra yêu nghiệt có thể sánh ngang Lăng Hàn. Sau đó bọn họ không ngừng cảnh cáo bản thân, nếu gặp được con trâu đen kia, tuyệt đối không mở miệng mắng chửi với nó. Bởi vì làm thế chỉ rước lấy tức giận cho bản thân mình mà thôi. Đuổi theo, trốn, đuổi theo, trốn, quá trình không thay đổi. A à, tiểu hàn tử, người chạy trốn nơi đâu. Đại hắc cầu nhìn thấy lăng hàn đi vòng quanh, từ đầu đến cuối không có ý rời khỏi tinh thể này. Đương nhiên là đi tìm chu vận, lăng hàn thản nhiên nói ra, T, có 7 người đang truy sát chúng ta, hơn nữa có khả năng có nhiều người mai phục, người còn muốn đi tìm chu vận. Đại hắc cầu giật mình, không phải rất vui sao, lăng hàn cười nói, ngươi đúng là tên điên, đại hắc cầu bình luận. Cẩu ra thích, Lăng Hàn cố ý đi quanh cô không cho người trình ra đoán được mục tiêu của hắn, Bọn họ chỉ có thể thông qua dấu vết truy tung, vào ngày hôm nay, Lăng Hàn đã cắt đuôi người trình ra và tiến tới Quảng Vân Thành. Chu Vận còn ở nơi này, hắn không hề rời đi. Chương 4427, bại Chu Vận. Lăng Hàn vào thành, lần này không có người nào ngăn cản hắn. Hắn nhanh chân đến thẳng khách sạn của Chu Vận, hắn không muốn lãng phí thời gian. Lăng Hàn không biết Chu Vận tới nơi này làm gì, giữa hai người cũng không có thù hận với nhau, nhưng thật xin lỗi, ai bảo ngươi đến rồi không bao lâu lăng hàn đã tới cửa khách sạn hắn mỉm cười và tiến vào bên trong hắn dùng thần thức quan sát và định vị thần hồn mặc dù đối phương chỉ là chú đỉnh nhưng năng lượng rất kinh người chu vận hắn mở miệng nói một câu giọng nói của hắn xuyên qua tầng tầng ngăn cách người nào chu vận mối nối ha ha muốn luận bàn với ngươi một chút lăng hàn nói không rảnh chu vận trực tiếp từ chối không dám lăng hàn khích tướng ngươi xứng sao chu vận hỏi lại lăng hàn thở dài sau đó hắn cười nói ta còn có chút ấy náy nếu vô duyên vô cớ đánh ngươi nhưng ngươi miệng tiện như thế ta có thể thoải mái đánh ngươi rồi ngươi lấy dũng khí ở đâu ra chu vận cười lạnh lang hàn đi tới trước biệt viện của chu vận hắn đấm ra một quyền tường viện sụp đổ ngay sau đó chu vận nhảy ra những người khác nghe động tính cũng lao ra ngoài lớn mật dám đến địa bàn mã gia ta nháo sự một người quát lên lang hàn tiện tay ném ra mấy khối đạo thạch thật xấu hổ ta bồi thường người kia không nhận hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lăng hàn lãnh đạm nói ngươi cho rằng mặt mũi mã gia ta chỉ trị giá mấy khối đạo thạch lăng hàn không quan tâm hắn không có thời gian lãng phí trên người con chó con mèo a à, hắn không phải là đinh nhất sao đúng là hắn hắn không phải bị trình gia truy sát sao t bị trình gia truy sát còn chạy tới khiêu chiến chu vận có người nhận ra lăng hàn và nghị luận với nhau người mã gia vốn muốn xuất thủ nhưng nghe mọi người nghị luận thì hắn rụt đầu trở lại mặc dù hắn là chú đỉnh nhưng so với yêu nghiệt như lăng hàn hắn kém lăng hàn bao xa cho nên nếu hắn xuất thủ chỉ tự rước lấy nhục được rồi chỉ là nát một bức tường xây lại là được ngươi là đinh nhất chu vận kinh ngạc hắn nhìn sang lăng hàn không sai lăng hàn gật đầu ha ha đều nói chiến lực của ngươi có thể sánh bằng sinh đan nhưng ta không tin chu vận cười trào phúng chú đỉnh cực hạn có khả năng chạm tới chiến lực sinh đan hay sao ta đã xem trực tiếp Ngươi chỉ chạy nhanh một chút mà thôi. Ha ha, hắn lấy đâu ra tự tin như vậy, Lăng Hàn nhanh chân tiến về phía Chu Vận, vậy ngươi cứ lãnh giáo một chút, sợ ngươi sao, Chu Vận thản nhiên nói. Hắn vốn khinh thường giao thủ với Lăng Hàn, nhưng nghe nói là đinh nhất thì hắn sinh ra chiến ý. Lăng Hàn điểm ra một chỉ với tốc độ cực chậm, đối phó một chú đỉnh, hắn thực sự không cần nghiêm túc, hắn khống chế lực lượng tránh dùng sức quá độ đánh chết Chu Vận. Chu Vận tức giận, người đang xem thường ta sao? hắn hét lớn một tiếng và xuất quyền tấn công Lăng Hàn. Bành, một quyền này chưa đánh lên người Lăng Hàn, chỉ thấy Chu Vận bay ra ngoài, ầm ầm ầm, hắn đụng thủng hơn 10 bức tường mới có thể dừng lại, sau đó hắn ngã xuống mặt đất. T, chiến lực thật mạnh, đồn đại không phải giả, Đinh Nhất thật sự có chiến lực sinh đan cảnh. Có thể đánh một trận với yêu nghiệt Bắc Thiên Vực, Tây Thiên Vực chúng ta cũng có một yêu nghiệt, tất cả mọi người cảm khái, lời đồn về Đinh Nhất đã không phải chuyện một ngày hai ngày, có rất nhiều người không tin, hiện tại mắt thấy mới là thật, từ đó làm bọn họ kích động không thôi. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn quay người rời đi, rốt cuộc cũng đánh ngã chu vật, mặc dù chỉ một kích nhưng bởi vì phó hỏa dương, và trình ra cho nên mới kéo thời gian lâu như vậy. Hắn thông qua truyền tống trận rời đi, kể từ đó trình ra nắm giữ bí thuật truy tung cũng không đoán được hắn đi tinh thể nào. Từ đó hắn có thể tranh thủ thời gian 2-3 ngày. Rất nhanh, tin tức Đinh Nhất đánh bại Chu Vận thông qua tinh võng truyền khắp tinh không. Đinh Nhất đánh thắng, Việc này nằm trong dự kiến của mọi người, dù sao gia hỏa này có thực lực kinh khủng không kém lăng hàn, thời điểm bị trình ra truy sát, hắn còn có thể dành thời gian đánh bại chu vận, từ đó có ý nghĩa rất khác biệt. Nghe nói, có mấy thánh địa sinh ra hứng thú với lăng hàn, nhưng trở ngại phó hỏa dương nên không dám tùy tiện rũi cảnh ô lưu với lăng hàn, nếu như vậy sẽ đắc tội với đế tộc, việc này không thể đùa giỡn. Đúng vậy, phó hỏa dương cho dù chỉ là tộc nhân bàng chi, nhưng không chịu nổi có chút đế tộc bá đạo không tưởng tượng nổi che cho tộc nhân không nói đạo lý, bọn họ có biện pháp gì chứ? Trừ khi có đế tộc khác xuất thủ mới có thể không sợ phó hỏa dương. Bởi vậy, trên tinh võng chỉ có một âm thanh, hy vọng đông lâm đế tộc có thể cho Lăng Hàn một tấm thiếp mời, đến lúc đó trình ra dám truy sát Lăng Hàn hay không? Đúng như phó hỏa dương suy tính, hắn chỉ là tộc nhân đế tộc bàng chi. Nhưng đông lâm đế tộc hoàn toàn không lên tiếng, mà lúc này, Lăng Hàn đã đi tới Hàn Phong Tinh. Hắn và đại hắc cầu cải biến tướng mạo và linh hồn ba động, dự định đột phá sinh đan ở chỗ này, sau đó quay về tính sổ với trình gia. Có thù không báo không phải là quân tử, huống chi lăng hàn cũng tính tình với đại hắc cầu. Cầu gia phải cố gắng tu luyện, mau chóng bước vào sinh đan cảnh. Đại hắc cầu kêu gào ngao ngao, những ngày này qua nó bị người ta đuổi giết, nó nhịn một bụng lửa giận. Lăng hàn lắc đầu, người ít nhất phải xông lên cửu đỉnh, nếu như có thể phải đột phá thập đỉnh, ta xem có thể giúp người hợp đỉnh hay không. Đại hắc cầu nói giống như nói nhảm, hơn nữa hắn còn tính đột phá sinh đan, sinh đan hậu kỳ thì như thế nào, đối thủ viên mãn. Cầu ra không nuốt trôi cục giận này, đại hắc cầu tức giận không nhỏ, lăng hàn nhoẻn miệng cười, tin tưởng ta, đám người trình ra sẽ trả giá thật nhiều. Nói đến đây, đại hắc cầu lại dương dương đắc ý lên. Đúng thế, sức chiến đấu của cậu ra không phải thổi ra. Được rồi, chăm chỉ tu luyện, lăng hàn nói, người bây giờ không thiếu tài nguyên tu luyện, mau chóng xông lên cửu đỉnh. Được, một người một chó bắt đầu khổ tu, dưới áp lực, bọn họ có động lực rất lớn. Lăng Hàn là đan đạo đế vương, tự nhiên không thiếu đan dược, từ đó bọn họ gia tăng tu vi thật nhanh. Lăng Hàn lên tinh võng tra một lúc, hắn muốn xem có bán phong lâm thạch hay không, hắn phỉa sớm chuẩn bị vì tu luyện bước vào sinh đan cảnh. Đây chính là trí bảo, thế lực lớn đều dùng lên người đệ tử, rất ít lấy ra bán, cho nên Lăng Hàn chỉ có thể thất vọng. Lúc này, một tháng trôi qua thật nhanh. Lăng Hàn đã tu tiên đỉnh duy nhất đến cực hạn, viên mãn vô khuyết. Hắn còn không hết hy vọng, hắn muốn xem tiên đỉnh nhưng đây là việc si tâm vọng tưởng, tiên đỉnh duy nhất là đế vương trong tiên đỉnh, căn bản không cho phép tiên đỉnh thứ hai tồn tại. Hạch tâm tiên đỉnh còn chưa ngưng tụ thành đã bị thiên địa chèn ép. Không được là không được, ai nên đột phá sinh đan thôi, Lăng Hàn bất đắc dĩ nghĩ. Chương 4428, xung kích sinh đan. Nếu cho người ta biết suy nghĩ của hắn, có lẽ sẽ có người mắng hắn trang bức. Không phải sao, người cũng tu ra thập đỉnh, hơn nữa đã hợp đỉnh, không đột phá sinh đan còn muốn thế nào. Nếu như Lăng Hàn lại tu ra một tiên đỉnh, nói không chừng ông trời cũng thổ huyết. Lăng Hàn thở dài, hắn thật sự nghĩ sẽ tu thêm vài tiên đỉnh, khi đó có vài cái tiên đỉnh duy nhất, chiến lực của hắn sẽ đạt tới cấp độ gì. Đáng tiếc, không quản mấy đỉnh hợp nhất, chỉ cần hợp đỉnh sẽ mang ý nghĩa đã đi tới cực hạn của chú đỉnh, tiên đỉnh duy nhất quá cường đại, Căn bản không cho tiên đỉnh mới sinh ra, mặc ngươi mạnh hơn và thiên phú cao hơn cũng vô dụng, bởi vì đây là chính mình đối kháng với chính mình. Được rồi, bắt đầu xung kích sinh đan. Hắn chiến đấu suốt mấy ngày qua, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng cảnh giới không vững chắc, bởi vì trong chiến đấu tàn khốc như thế, người không củng cố cảnh giới vững chắc. Bước đầu tiên đột phá sinh đan chính là dựng dục ra hạch tâm tiên đan, sử dụng tiên đỉnh làm chất sinh dưỡng tẩm bổ tiên đan. Lăng hàn chỉ có một tiên đỉnh cho nên hắn không cần phiền não chọn cái nào vấn đề là làm thế nào hình thành hạch tâm tiên đan cũng không thể biến không thành có cơ sở của tiên cơ là lực lượng thiên địa hạch tâm tiên đan là đạo lý thiên địa thiên địa vận chuyển ngôi sao sinh ra và băng diệt thế gian luôn có một loại đạo lý chi phối tất cả đương nhiên lăng hàn hiện tại chưa đủ tư cách tiếp xúc với đạo lý thiên địa như vậy thứ này có thể xưng là quy tắc trật tự pháp tắc nhưng không sao hắn không phải có năng lượng tầng thứ cao hay sao cho dù hắn tìm hiểu ra thiên đạo hỏa hay từ linh cầu tìm hiểu ra năng lượng hủy diệt kỳ thật đó là đạo lý thiên địa hiển hóa ra năng lượng đặc thù chỉ là hình thức thể hiện của đạo lý thiên địa hiện tại hắn có rất nhiều lựa chọn chỉ cần sử dụng một loại năng lượng đặc thù chỉ cần một tia trong đó dựng dục thành hạch tâm xây dựng tiên đan đương nhiên cấp độ cao nhất khẳng định là thiên đạo hỏa và năng lượng hủy diệt thiên đạo hỏa chính là hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa nó có thể dung luyện mẫu kim dùng nó như hạch tâm dựng dục tiên đan khẳng định rất châu bò nhưng Lăng Hàn chỉ thông qua quan sát của mình nắm giữ như vậy một tia mảnh vỡ, khoảng cách Thiên Đạo Hỏa chân chính còn kém xa lắm. Năng lượng hủy diệt thì sao? Cấp độ của nó cao tới mức đáng sợ, càng có kỳ diệu khi đối phó âm hồn, Lăng Hàn hoài nghi năng lượng hủy diệt còn cao cấp hơn cả Thiên Đạo Hỏa, cho dù song phương không hoàn chỉnh. Vấn đề là, hắn chỉ có hai phần linh đồ không trọn vẹn, cũng không phải toàn bộ năng lượng hủy diệt. Chọn cái nào, không chọn cái nào đều có tiếc nuối, bởi vậy lựa chọn cái nào chính là vấn đề. Lăng Hàn do dự một hồi, quyết định lựa chọn năng lượng hủy diệt. Không có biện pháp năng lượng hủy diệt cao cấp hơn, cho nên dùng thứ này làm hạch tâm dựng dục ra tiên đan khẳng định sẽ cao cấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, sinh đan cảnh cần Lạc Văn, thế nào là Lạc Văn? Đó là quy tắc thiên địa hiển hóa thành Lạc ấn, Lạc ấn lên tiên đan, sinh đan có thể bắt được quy tắc thiên địa chính là năng lượng tầng thứ cao. Cho nên, nếu sau này hắn đạt được thêm linh đồ năng lượng hủy diệt, từ đó tu bổ năng lượng hủy diệt khi đó phẩm chất của tiên đan sẽ tăng lên. Tốt, vậy thì chọn năng lượng hủy diệt, Lăng Hàn sử dụng tiên đỉnh làm vật chứa, sau đó câu thông năng lượng tầng thứ cao, bên trong tiên đan lập tức xuất hiện một tia năng lượng hủy diệt. Thực sự chỉ có một tia, bởi vì đây không phải đối địch, mà là ngưng tụ tiên đan, vạn nhất tràn ra một ít thì Lăng Hàn không chết cũng tàn. Năng lượng tầng thứ cao xung kích không bị cản trở, nếu không sao có thể nói là tầng thứ cao. Lăng Hàn suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là loại bỏ năng lượng thiên địa lưu lại quy tắc bản nguyên. Đúng vậy, hắn không thể lý giải quy tắc, nhưng có thể dùng loại phương thức này luyện ra quy tắc. Hắn phân giải năng lượng hủy diệt, đây là việc rất khó khăn, bởi vì hắn không thể dùng tay chân, chỉ có thể sử dụng thần hồn, nhưng thần hồn tương đối yếu ớt, bị năng lượng hủy diệt xung kích một cái sẽ tổn thương to lớn. May mắn chính là, năng lượng tầng thứ cao sử dụng thần hồn câu thông, bởi vậy, muốn phân giải nó cũng không phải không có khả năng. Tiến độ của Lăng Hàn cực chậm, khi một ít năng lượng hủy diệt cuối cùng biến mất hắn lại buồn bực phát hiện không dư lại cái gì điều này nói rõ hắn phân giải chưa đủ tỉ mỉ lại đến lăng hàn lại dẫn dắt năng lượng hủy diệt tiếp tục tiến hành phân giải lần này hắn đã phá giải năng lượng hủy diệt cẩn thận hơn trước nhưng sau gần nửa ngày hắn vẫn không thu hoạch được gì phương hướng là chính xác nhưng quá trình lại quá khó khăn lăng hàn thở dài khó trách có quá nhiều người bị kẹt ở cửa ải sinh đan cảnh mặc dù hạch tâm tiên đan không cần nắm giữ quy tắc thiên địa nhưng muốn rút năng lượng tầng thứ cao trong quy tắc thiên địa lại quá khó khăn đương nhiên đó là bởi vì lăng hàn muốn bóc ra chính là năng lượng hủy diệt cấp độ quá cao quy tắc thiên địa cũng khó bị tách ra từ từ sẽ đến nếu muốn trở thành mạnh nhất khẳng định phải bỏ ra cái giá lớn vượt xa người bình thường lăng hàn lại rút năng lượng hủy diệt ra sau đó phân giải nhưng đến lúc này đã biến thành công dã tràng số lần thất bại quá nhiều ngay cả Lăng Hàn cũng cảm thấy nản trí. Ổn định lại tâm thần, ổn định lại tâm thần, Lăng Hàn nói thầm, càng vội vàng càng không có khả năng thành công. Hắn ổn định tâm thần và làm tiếp, mấy ngày sau, Lăng Hàn nghe thấy âm thanh ồn ào, sau đó liền thấy mấy người đẩy cửa đi vào, giống như bọn họ là chủ nhân nơi này. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đang ở trong biệt viện khách sạn, là biệt viện nên phi thường u tính, nhưng bây giờ phần yên tĩnh này bị đánh phá. Hắn nhìn sang, đó là đám người trịnh đông bình xông vào lại bị đuổi theo, Lăng Hàn lập tức đứng lên, quát, các ngươi là ai, dựa vào sông loạn nơi này. Tướng mạo và linh hồn ba động của hắn đã khác biệt, đại hắc cầu đang ở căn phòng khác, nó đã thành một con sói trắng, hơn nữa đau đớn tháo đổ lót sắt ra, có thể nói đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên Lăng Hàn hoàn toàn có thể lên tiếng chất vấn, làm một người bị hại, đây mới là phản ứng nên có. Ân, bảy người trình ra nhìn lên người Lăng Hàn vài vòng, sau đó không quan tâm tới hắn, bọn họ đi sang nơi khác tìm kiếm. Các ngươi đến tìm ai? Muốn làm gì?" Lăng Hàn lại nói ra nhưng trong lời nói lại cảm thấy bất đắc dĩ. Rất nhanh, trong phòng lại có tiếng kêu đầy tức giận của đại hắc cẩu, giống như đang tắm rửa bị rình lén. Một lúc sau, chỉ thấy bảy người Trình Đông binh bước ra khỏi phòng, bọn họ hoàn toàn không nhìn Lăng Hàn. Chỉ là chú đỉnh, trong mắt bọn họ không có gì đáng nhìn. Kỳ quái, ác tử kia đang ở chung quanh đây. Tìm tiếp, dù sao địa phương rất lớn. Được, bảy người đi ra ngoài, vẫn không nhìn Lăng Hàn nhưng lại không biết đây là mục tiêu bọn họ đang tìm. Chương 4429, Hỗn Độn Tiên Đan. Bảy người Trình Đông binh rời đi, đương nhiên sẽ không từ bỏ, bọn họ tiếp tục tìm kiếm Đinh Nhất và Đinh Nhị. Lăng Hàn nhìn bóng lưng bọn chúng biến mất khỏi tiểu viện, trên miệng nở nụ cười lạnh. Cứ mặc đám người kia đắc ý mấy ngày, hắn ngồi xếp bằng xuống và tiếp tục trùng kích sinh đan. Việc này càng làm hắn cảm thấy cấp bách, dạng người như hắn sẽ không lùi bước trước áp lực, bị kích thích sẽ có thêm động lực đến hắn lại rút năng lượng hủy diệt ra bị hắn phân giải và tìm kiếm bản chất một ngày hai ngày ba ngày hắn không ngừng trải qua thất bại muốn vượt qua bước này dễ dàng là không hiện thực hắn gặp phải rất nhiều khó khăn có nên đổi một loại năng lượng tầng thứ cao khác hay không không ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu lăng hàn liền bị hắn bác bỏ hắn đi con đường mạnh nhất biết rõ năng lượng hủy diệt mạnh hơn còn muốn tìm cái khác cho dù thành công thành võ tâm của hắn sẽ bị ảnh hưởng thời điểm đột phá bình cảnh gian nan, khi đó hắn sẽ không tự chủ được muốn tránh đi, từ đó hắn sẽ dần dần giống người thường. Trong lịch sử rất nhiều siêu cấp thiên tài biến mất như thế, không phải vẫn lạc, bởi vì bọn họ không còn là thiên tài. Trên con đường theo đuổi mạnh nhất, tuyệt đối không được lùi bước. Tiếp tục, hắn nói thầm trong lòng, lại rút ra năng lượng hủy diệt, hắn càng dụng tâm phân tích. Sau khi thất bại vài lần, đột nhiên Lăng Hàn phát hiện, sau khi phân tích tất cả năng lượng lại còn một hạt nhỏ nên hình dung một hạt như thế nào, nhưng sự thật chính là như thế, đây là một hạt nhỏ đến mức không thể hình dung, rõ ràng nó không tỏa sáng nhưng lại làm Lăng Hàn cảm thấy chói mắt. Lăng Hàn kích động, đây chính là bản chất của năng lượng hủy diệt hay sao? Ba, không chờ hắn nghiên cứu, điểm sáng này đã phai nhạt, mà Lăng Hàn mơ hồ nhìn thấy đây là ký hiệu không trọn vẹn. Có lần này, hắn đã tự tin hơn trước gấp trăm lần. Hắn không thiếu động lực, không thiếu ý chí chiến đấu, nhưng nhìn thấy hy vọng thì càng có lòng tin. Lần nữa hấp dẫn năng lượng hủy diệt xuất hiện, sau đó hắn lại phân tích, cuối cùng hạt ánh sáng xuất hiện. Lần này hắn không có tiến bộ, Lăng Hàn tiếp tục, lần nữa rút ra năng lượng hủy diệt, phân tích một lúc và phát hiện hai điểm sáng. Rất tốt, Lăng Hàn không ngừng nếm thử, mỗi một lần đều cực kỳ dụng tâm, hắn phân tích ra tia sáng càng ngày càng nhiều, từ 2 đến 3 hạt, từ 5 đến 10 hạt. Sau khi đạt tới mức độ nhất định, Lăng Hàn phát hiện điểm sáng này có liên hệ và tổ hợp với nhau. Hắn thử tổ hợp nhưng điểm sáng tắt đi quá nhanh, thời gian lưu lại cho hắn ít đến mức thương cảm. Việc này đã làm người ta phát điên, bởi vì muốn tổ hợp điểm sáng, trước tiên cần phải phân giải năng lượng hủy diệt, việc này cần thời gian rất lâu và kiên nhẫn thật lớn, còn phải bảo trì chuyên chú trong quá trình này. Lăng Hàn tâm bình khí hòa, thời điểm nên tỉnh táo thì hắn sẽ không sinh ra gợn sóng. Hắn rút lấy năng lượng hủy diệt lần nữa, tiếp tục lặp lại quá trình này nhiều lần. Điểm sáng hiện hiện, Lăng Hàn tiến hành tổ hợp thật nhanh. Thất bại không quan hệ, Lăng Hàn tươi cười, bởi vì hắn có tiến bộ. Bởi vì hắn đã thành công tổ hợp một chút điểm sáng, tốc độ tắt đi của chúng cũng chậm lại. Lăng Hàn hiện tại sinh ra hứng thú, hắn cũng không lập tức xung kích sinh đan. Sau khi lặp lại vài chục lần, hắn đã có tiến bộ về chất. Lăng Hàn tổ hợp ánh sáng với nhau, hắn nhìn thấy những ánh sáng kia rút đi, những ký hiệu kia không có biến mất, mà là tổ hợp thành ký hiệu phức tạp. Không thể gọi là ký hiệu, mà là phù văn, trật tự thần văn. Lăng hàn không thấy rõ bất cứ hoa văn nào hắn nhìn thấy thứ thâm ảo không gì sánh kịp đại biểu một loại trí lý trong thiên địa thành công hắn rút ra hạch tâm năng lượng hủy diệt đáng tiếc cảnh giới của hắn hiện tại không đủ chỉ có thể phân tích ra một góc của trật tự cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ và vận dụng ai lăng hàn thở dài hắn lại cảm thấy phấn chấn không thể lý giải là vấn đề cảnh giới hoàn toàn không có biện pháp nhưng phân tích ra trật tự phù văn rốt cục hắn có thể tiến thêm một bước ngưng tiên đan hắn dùng phù văn này làm hạch tâm, rút ra lực lượng của tiên đỉnh tiến hành ôn dưỡng. Từng tia năng lượng hội tụ, phù văn dần dần đầy đặt, không còn như lúc trước, giống như biến thành năng lượng thể lần nữa, nó không còn là năng lượng hủy diệt, mà là chậm rãi phát triển thành hình tròn. Hạch tâm tiên đan, đương nhiên, nó còn quá nhỏ yếu và yếu ớt, cần tiếp tục ôn dưỡng, nếu sử dụng tiên đan như vậy đánh nhau với người khác, có lẽ vừa va chạm đã làm tiên đan bể nát. Một ngày, ba ngày, mười ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ 19, Lăng Hàn cảm thấy bên trong thức hải xuất hiện hình người màu vàng chém vào hạch tâm tiên đan. Thiên kiếp tâm ma, Lăng Hàn không sợ, thần thức hòa thành hình người, vung quyền ngăn cản người màu vàng. Tâm trí hắn kiên định, không vì ngoại vật mà bị ảnh hưởng, bành bành bành, sau khi đánh mấy trăm quyền, hình người màu vàng bị đánh nát, hình người hóa thành năng lượng thiên địa tinh khiết tẩm bổ linh hồn của hắn. Trời cao là công bằng, người muốn đột phá, nó sẽ dáng tâm ma quấy nhiễu, thất bại thì chết, thành công sẽ tẩm bổ linh hồn. Lăng Hàn không để ý, hắn tiếp tục ôn dưỡng hạch tâm tiên đan. Lại qua 12 ngày sau, Lăng Hàn ngừng lại, tiên đan đã thành, bên trong tiên đỉnh của hắn có một viên cầu giống như hỗn độn hình thành, hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng, đồng thời nó tỏa ra khí thức cổ xưa không gì sánh bằng, giống như viễn cổ tiên môn. Đây là đương nhiên, đầu nguồn tiên đỉnh của Lăng Hàn chính là tiên cơ tiên môn cấu thành. Dùng thứ này dựng dục ra tiên đan đương nhiên cũng kế thừa đặc tính trước đó. Còn có một tia chấp vòng quanh tiên đan. Đây là hỗn độn thần lôi, nghe nói dùng thiên đỉnh đột phá, tu ra tiên đan là màu vàng xanh nhạt, xưng là đồng đan, mà tứ đỉnh đến lục đỉnh đột phá tu ra chính là ngân đan, thất đỉnh đến cửu đỉnh tu ra kim đan. Ta là thập đỉnh hợp nhất, là hỗn độn tiên đan. A, à, cửu đỉnh hợp nhất hay là thập đỉnh sẽ tu ra tiên đan gì? Lăng Hàn cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cho dù là tiên đan gì cũng không thể sánh bằng hỗn độn tiên đan của hắn. Sinh đan, Thành, Lăng Hàn vươn người đứng dậy lần này hắn đột phá dùng thời gian hơn một tháng có thể nói là rất dài tiểu hàn tử người thành công đại hắc cầu cũng khổ tu nhìn thấy lăng hàn đột nhiên đứng lên thì mừng rỡ không gì sánh kịp nó nhảy sang lăng hàn cười nói thành công hắn nâng chân phải lên đạp vào không khí một màn kinh người xuất hiện dường như trong hư không xuất hiện bậc thang cho hắn đứng vững trên đó sau đó chân trái cũng bước vào hư không lăng không hư độ sinh đan cảnh đại hắc cầu cười ha ha tốt chúng ta nên đi đánh đám vương bát đản trình ra. Lăng Hàn cũng cười một tiếng, không vội, ta cần phải thích ứng với chiến lược sinh đan đã. Trụ cột của hắn quá vững chắc, không cần lo lắng vừa mới đột phá cảnh giới không ổn định, hắn lại cần thời gian thích ứng chiến lược của mình, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. chương 4430, báo thù, Lăng Hàn bay ra khỏi thành thị, hắn đại bạo phát trong vùng núi, hắn liên tục sử dụng các loại tiên thuật. Qua không bao lâu, hắn ngừng lại, lực lượng nguyên thủy của hắn tương đương chiến lực bát trọng thiên. Lần này đột phá, chiến lực của hắn đã tăng thêm năm trọng thiên, việc này rất khủng bố, phải biết cho dù thiên kiêu tuyệt đỉnh như phong kế hành bước ra một bước này cũng chỉ có chiến lực tam trọng thiên. Cửu đỉnh và thập đỉnh hợp nhất thật sự hơn kém nhau quá nhiều. Lực lượng là căn cơ của tất cả, khi được lực lượng bát trọng thiên duy trì, nếu lăng hàn vận chuyển bảo thuật cấp tôn giả, chiến lực của hắn sẽ tăng lên cửu trọng thiên, dùng thánh thuật là thập trọng thiên hắn hiện tại có thể nghiền ép sinh đan viên mãn bình thường, hắn lại không cần vận dụng thánh thuật hoặc là hỗn độn thần lôi, hắn chỉ cần sử dụng bảo thuật cấp tôn giả là được rồi. Nói đến chiến lực cực hạn, yêu hầu quyền, đồ thần thuật đều có thể phát huy ra chiến lực thập nhất trọng thiên, mà hỗn độn thần lôi. Thập nhị trọng thiên, mấu chốt là, hắn chẳng những có chiến lực cực hạn kinh người, còn có các loại thủ đoạn suy yếu chiến lực của đối thủ. Ví dụ như sát khí xung kích, hỗn nguyên tiên đan áp chế, cái chiến lực của đối phương còn bao nhiêu tầng thì không biết, nhưng việc này chẳng khác gì tăng chiến lược của Lăng Hàn. Nói cách khác, chỉ cần bị sát khí xung kích, hỗn độn tiên đan ảnh hưởng, như vậy chiến lực cực hạn của Lăng Hàn sẽ vượt qua thập nhị trọng thiên. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, hắn vừa mới đột phá sinh đan đấy, Lăng Hàn tươi cười, quả nhiên, vượt qua đại cảnh giới sẽ giúp chiến lực đột phá về chất. Hắn không trở về, mà là vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, bắt đầu rèn luyện món bảo vật này. Đây chính là đế binh tương lai, hắn có thể không quan tâm hay sao? mẫu kim ẩn chứa uy lực lớn lao nó lại bị giới hạn bởi thực lực của lăng hàn cho nên không thể phát huy ra được bây giờ bị hắn tế luyện uy lực của hỗn độn cực lôi tháp cũng tăng lên hỗn độn khí bảo vệ và lực phá hoại của lôi đình tăng lên rất mạnh đều là đột phá độ cao mới lăng hàn nghĩ nghĩ hắn có ý định khắc đồ án thần thú lên thân tháp không có biện pháp tiên đỉnh sẽ biến mất như vậy chờ tiên đỉnh biến mất đồ án thần thú trên thân đỉnh sẽ biến mất như vậy rất đáng tiếc cho nên nếu có thể phục chế đồ án thần thú lên Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, khi đó có thể bảo lưu vĩnh viễn, khi đó đế binh tương lai sẽ có thêm uy năng. Nói làm là làm, Lang Hàn quyết định dùng ý nghĩ vào thực tiễn, khắc đồ án thần thú trên tiên đỉnh vào thân tháp. Hắn tốn thời gian 5 ngày, rốt cục cũng khắc đồ án 10 thần thú vào Hỗn Độn Cực Lôi Tháp. Tâm niệm hắn vừa động, những thần thú này lao ra ngoài, chúng là hỗn độn khí tạo thành nhưng lại tỏa ra hung uy đáng sợ. Đây chính là mấu kim diễn hóa hỗn độn khí thậm chí còn mạnh hơn cả tiên đỉnh của Lăng Hàn công kích. Hắn cười to, hắn lại có thêm thủ đoạn cường đại. Tốt, đi tìm trình ra tính sổ. Lăng Hàn trở lại khách sạn, hắn bảo đại hắc cầu đi tìm đám người trình đông binh. Nhưng thú vị là, trước đó hắn trốn đông trốn tây, trình ra giống như âm hồn không biến mất, có ném thế nào cũng không ném được, nhưng bây giờ bọn họ muốn tìm trình ra, người trình ra lại biến mất không dấu vết. Trở về, một người một chó thông qua truyền tống trận quay về tinh thể lúc trước có khả năng trình ra tìm thật lâu không tìm thấy bọn họ nên quay về nhà. Lăng Hàn chú ý tinh võng một chút, phát hiện đông lâm đế tộc còn chưa tổ chức thịnh hội, hắn thở ra một hơi, bằng không hắn sẽ uổng công khi từ ước vạn dặm xa xôi tới Tây Thiên Vực. Xem ra, đông lâm đế tộc vẫn tạo thế, bọn họ muốn khảo sát thiên tài hay có mưu đồ khác. Lăng Hàn suy nghĩ một lát, hắn vứt vấn đề này sang một bên, hiện tại hắn muốn giải quyết trình ra. Tính cách của hắn giống đại hắc cẩu, ăn thua thiệt sẽ đích thân đòi lại, hơn nữa đòi lại thật nhanh trình ra trình ra bọn họ ở tây quảng thành đại hắc cầu nhìn vào địa đồ sau đó chỉ vào một góc lăng hàn gật đầu bọn họ khôi phục dáng vẻ và linh hồn ba động của đinh nhất cùng đinh nhị bọn họ không che giấu dáng vẻ của mình lúc này đi thẳng tới tây quảng thành buồn cười là bọn họ rất thẳng thắn và quang minh chính đại nhưng trên đường đi không gặp ai việc này ai kỳ thật cũng khó trách hiện tại lăng hàn cầm lấy đại hắc cầu bay trên trời và phát động chỉ xích thiên nhai tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, chúc cơ, chú đỉnh không thể thấy hắn, mà sinh đan cảnh, có mấy sinh đan cảnh ăn no rồi bay lên trời không? Không tới nửa ngày, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đã đi tới Tây Quảng Thành. Tiểu Hàn Tử, người dự định làm thế nào? Đại Hắc Cẩu hỏi, còn có thể làm thế nào? Lăng Hàn hỏi, chỉ có trực tiếp đánh vào hoặc đi vòng. Đại Hắc Cẩu giải thích, trực tiếp đi vào thì đơn giản, chúng ta xông cửa và san bằng trình ra. Mà đi vòng là trước tiên yếu thế, bắt đầu từ tiểu nhân vật của trình ra làm lên, sau đó hấp dẫn nhân vật trung đẳng, lại xử lý, cuối cùng dẫn đại nhân vật xuất hiện. Như vậy cảm giác sảng khoái sẽ tăng lên, tới lần cuối chính là cao trào. Đúng đúng đúng, còn phải trực tiếp lên tinh võng. Lăng Hàn im lặng, hắn nói, cách làm của ngươi dễ dàng làm khán giả mắng chửi. Chúng ta bằng thực lực nói chuyện, bọn họ thích xem hay không thì tùy. Đại hắc cầu rất lưu manh, Lăng Hàn lắc đầu, được rồi, không có nhiều thời giờ như vậy, trực tiếp xông cửa đi. Đại Hắc Cầu thở dài, biểu thị thật đáng tiếc. Uổng công nó suy nghĩ suốt nửa ngày, nhưng nó lại hưng phấn như trước. Có thể đi báo thù. Bọn họ đi tới trình ra, trước mặt bọn họ là cửa ra vào phủ đệ to lớn, tường gạch ngói xanh, khí phái không gì sánh được. Cửa chính có tám người thủ vệ, mỗi người hung thần ác sát giống như đang nói người rảnh rỗi miễn vào. Làm cái gì? Lúc Lang Hàn cùng Đại Hắc Cầu đến gần, tám người kia hét lớn. Đại Hắc Cầu nhếch miệng cười nói, đến đập phá lớn mật, tám người kia đều giận dữ, trình ra chính là bá chủ Tây Quảng Thành, hiện tại có một người một châu cặn bá tới đây nói đập phá, hai kẻ này phách lối thế nào. a à, một người một châu, tám người đều xứng sờ, sau đó bọn họ kịp phản ứng. Đây không phải các đại lão đang muốn tìm kiếm bọn chúng hay sao? T, bọn họ rất hưng phấn, việc này gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, không đi tìm lại gặp được, hai kẻ này lại đưa tới tận cửa. Quá tốt, bọn họ có thể lập công lớn, ta đi bẩm báo. Không, để ta đi, ta đi, tám người tranh nhau rời đi, bọn họ muốn đi bẩm báo các đại lão, đây là công lớn, người đi báo tin sẽ đạt được ban thưởng lớn. Tranh cái cọng lông, thật sự cho rằng đi tìm chết sao? Đại Hắc cầu vung móng vuốt, cửa lớn vỡ vụn, tám người kia bị dư âm quét chúng tám người nằm rên rỉ dưới đất. Đại Hắc cầu không hề sử dụng toàn lực, nếu không chỉ là tầm bí cảnh, tám người có thể sống sót hay sao? Chương 4431, tự chui đầu vào lưới hay đóng cửa đánh chó. À, người đột phá thất đỉnh rồi. Lăng Hàn hỏi, đương nhiên, ngươi cho rằng ta chơi hơn một tháng sau. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý, thất đỉnh, có thể bài danh hơn 100 tên tinh võng, nó có tư cách kiêu ngạo. Lăng Hàn cười một tiếng, chờ một thời gian sẽ đột phá cửu đỉnh. Đại hắc cẩu nhe răng, đúng là đứng nói chuyện không đau eo, mặc dù nó đã đột phá thất đỉnh, chính vì thế nó cũng biết muốn tiến thêm một bước là việc khó cỡ nào, bát đỉnh là quá sức, còn muốn cửu đỉnh. Đương nhiên, khó thì khó, nó khẳng định vẫn phải sung kích, ít nhất phải đạt tới cửu đỉnh, ngày sau mới có khả năng thành thánh. Người nào lại dám đến trình ra dương oai, một nam tử trung niên lao ra ngoài, sau khi nhìn thấy lăng hàn cùng đại hắc cầu thì hắn biến sắc, lập tức quay đầu đi vào trong. Hắc hắc, đi vội vã như vậy làm gì, là ta lớn lên rất xấu nên hù ngươi sợ hay sao? Đại hắc cầu xuất thủ, lực lượng bộc phát, nam tử trung niên kia bị trói buộc, hai chân bước đi liên tục nhưng lại không thể tiến lên. Người kia sắp khóc, hắn không muốn chết. Hiu hiu hiu, lại có mấy người bay ra. thật đường huynh, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy tộc nhân bị trói buộc, những người kia lập tức hô lớn. Cùng tới đây, đại hắc cầu lại ra tay, hắn bắt lấy những người này. Tất cả bọn họ chỉ là trúc cơ, làm sao có thể là đối thủ của đại hắc cầu, tùy tiện vung tay là có thể bắt lại. Lăng Hàn không để ý tới, đại hắc cầu thích chơi như thế nào thì chơi như thế nào, ngược lại hôm nay chính là thời điểm chút giận. Không ngừng có người xuất hiện, nhưng chúc cơ chỉ là đồ ăn cho dù có vài tên chú đỉnh xuất hiện nhưng đối mặt với đại hắc cầu tu vi thất đỉnh nhiều lắm chỉ dùng hai chiêu ba thức là có thể bắt được đại hát cầu bắt từng người sau đó ném sang một bên không bao lâu đã tạo thành một đống người hơn nữa càng ngày càng cao cũng xếp thành một ngọn núi nhỏ ngươi thấy ta có cảm giác nghệ thuật hay không đại hát cầu quay đầu hỏi lăng hàn lăng hàn nhún vai nói chỉ cảm thấy ác tâm mà thôi ai đó là ngươi không biết thưởng thức đại hát cầu lắc đầu nói được rồi, thiên tài luôn luôn tịch mịch, ta cũng không cần ngươi hiểu. Trong lúc nói chuyện, trình ra còn có người tiến lên, đương nhiên, toàn bộ biến thành đồ ăn. Hừ, hai người các ngươi thật to gan, một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy trình vụ xuất hiện, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt rất ác liệt. Ta rất sợ, ta rất sợ, đại hắc cầu đứng thẳng, nó dùng hai cái móng trước ôm ngực, nó lắc mông và lắc lư cái quần lót sắt, quần lót phản xả ánh sáng làm người ta mù mắt. Lúc này có không ít người muốn nôn mửa, Trình vụ nhíu mày, hắn cảm thấy không hiểu. Vì cái gì Đinh Nhất cùng Đinh Nhị dám chủ động giết đến tận cửa, chẳng lẽ bọn chúng mời cao thủ tới. Đương nhiên hắn không tin tưởng, Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu là tự mình tu luyện đến độ cao khác, việc này không có khả năng. Cho nên, hiện tại hai người Lăng Hàn mời cao thủ tới ra mặt thay bọn họ, việc này cũng hợp tình hợp lý. Bớt lắm mồm, bảo người sau lưng các ngươi ra đây. Trình vụ thản nhiên nói, chỉ cần người vừa xuất hiện, hắn sẽ dùng đế tộc dọa đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui. Lăng Hàn mỉm cười, hắn tiến lên phía trước một bước. Một bước này này bước vào hư không, trình vụ có cảm giác như gặp quỷ, đạp không mà đi, sinh đan cảnh, làm sao có thể, mới trôi qua hơn hai tháng, tại sao ngươi có thể đột phá. Sự thật thắng hùng biện, hắn vẫn cảm thấy khó tiếp nhận. Giảng đạo lý, ai đột phá sinh đan cảnh mà không bế quan nửa năm một năm. Đó còn là tốc độ của thiên tài đỉnh cấp, thiên tài bình thường tốn 10 năm 8 năm mới là việc bình thường. Lão thiên tài, đừng dùng sự bình thường của ngươi để suy đoán ta. Lăng Hàn nói ra, việc này phù hợp với tính cách cao ngạo của Đinh Nhất. Lão thiên tài, trình vụ cảm giác trái tim bị người ta đâm một đau, hắn cảm thấy rất khó chịu. Nói thật, sinh đàn cảnh hơn 80 tuổi không già chút nào, thậm chí phải nói là trẻ tuổi đến kinh người, chẳng những là thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài cao cấp. Nhưng so sánh với Lăng Hàn, hắn thật sự không đáng nhắc tới, kém hơn quá nhiều. Hư ta đã là sinh đan viên mãn, người vừa bước vào sinh đan, tranh lệch giữa chúng ta lớn như trời, người lấy lá gan ở nơi nào đến khiêu chiến ta. Trình vụ nói, hắn không phải sinh đan viên mãn bình thường, mà là thiên tài có chiến lực cực hạn thập nhị trọng thiên, càng là người duy nhất của trình gia có hy vọng đột phá chân ngã cảnh. Cho nên hắn có tư cách kiêu ngạo, thời điểm hắn vừa nói chuyện, sáu người trình đông binh đi ra, lúc bọn họ nhìn thấy lăng hàn thì phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bộc phát sát ý. Phải bắt lăng hàn, đại hắc cẩu phải giết các cháu trai có phải rất bất ngờ hay không đại hắc cẩu cười to nói nói cho các người biết một việc rất hay hơn một tháng trước không phải các người đi vào khách sạn hay sao nó vừa nói ra lời này sắc mặt bảy người trình đông binh thay đổi thì ra các người ngụy trang bọn họ kịp phản ứng lại khó trách manh mối đến đó thì đứt mặc dù bọn họ tìm thế nào cũng không tìm thấy lăng hàn và đại hắc cẩu thì ra bọn họ ngụy trang thành kẻ khác bọn họ không cách nào tưởng tượng ra nổi tại sao bọn họ truy tung nhưng không cách nào tìm ra người, như vậy thuật ngụy trang cao minh cỡ nào. Lăng Hàn nhanh chân đi về phía trước, thù cũ mới hận, hôm nay nên tính rõ ràng, tiểu tử, cho dù người bước vào sinh đan, người có chiến lược mấy trọng thiên chứ. Trình Đông Binh cười lạnh, nói, hôm nay, người tự chui đầu vào lưới, khởi động trận pháp, hắn hét lớn một tiếng, lập tức toàn bộ trình gia bị sương mù bao phủ. Đua, đây vốn là đại trận phòng ngự của trình gia ta, cho dù chân ngã cảnh muốn đánh cũng phải tốn khí lực. Trình Đông Minh cao ngạo nói, bên ngoài không đánh vào được, người bên trong muốn ra ngoài cũng không thể thoát khốn. Cho nên, lần này ngươi là cá trong chậu, Lăng Hàn cười nói một tiếng, vì cái gì không phải đóng cửa đánh chó. Bảy người trình ra tức giận, Lăng Hàn dám so sánh bọn họ với chó. Bên cạnh, đại hắc cẩu vô cùng khó chịu, bởi nó nằm cũng trung tiễn. Bắt tiểu tử này, trình đông binh lạnh lùng nói ra, bảy người đồng loạt ra tay tấn công Lăng Hàn đây là siêu cấp thiên tài sinh đan cảnh không thể coi thường bọn họ không quan tâm tới đại hắc cẩu chỉ là chú đỉnh mà thôi một cái tay là có thể chấn áp bảy người cùng xông lên bọn họ không ngừng oanh kích lăng hàn lăng hàn bình tĩnh thong dong có thể nói trước đó hắn không sợ bẫy người liên thủ tiên đỉnh duy nhất có thể hóa giải bất cứ chiến lược nào dưới lục trọng thiên hiện tại hắn bước vào sinh đan lực lượng nguyên thủy tăng lên bát trọng thiên cho dù hắn không dùng tiên thuật vận dụng bí lực thuần túy người muốn đả thương hắn cũng phải vận dụng chiến lực thập tứ trọng thiên. Cho dù là trình vụ cũng không thể làm được, ha ha, lần này đến phiên hắn phát huy, chương 4432, giết từng người. Lăng Hàn tránh né mấy chiêu đầu tiên, người trình ra cho rằng đây là việc đương nhiên, chỉ là sinh đan sơ kỳ dựa vào cái gì có thể đối kháng bọn họ. Tiểu tử, người thúc thủ chịu trói tốt đi, tránh ăn nhiều đau khổ. Trình Đông Binh nói ra, lần này thực sự 10 phần chắc chín, Lăng Hàn bị vây trong trận pháp, hắn không thể trốn thoát phải không lăng hàn lắc đầu hắn nhìn chằm chằm một tên sinh đan cảnh sau đó giết tới vọng tưởng trình vụ cười lạnh một tiếng hắn đi tới ngăn chặn lăng hàn cười cười hắn vung quyền tấn công Bang, hai người đấu nhau sắc mặt trình vụ thay đổi uy lực một quyền lăng hàn của mạnh đến mức đáng sợ hắn bị đẩy lui về phía sau đương nhiên lăng hàn lui càng nhiều làm sao có thể sinh đan sơ kỳ mà thôi tại sao có được chiến lược thập trọng thiên trở lên Lăng Hàn gần như có thể so sánh với hắn. Lăng Hàn quay người trở lại, hắn vung quyền tấn công mục tiêu lúc trước. Âm, Lăng Hàn đánh trúng người kia, mặc dù người nọ là sinh đan hậu kỳ nhưng chiến lực chỉ đạt tới thất trọng thiên, làm sao có thể địch nổi, cho nên bị một quyền của hắn đánh nổ tại chỗ. Không, sáu sinh đan trình ra cùng hét lớn, rõ ràng là bắt rùa trong hũ, tại sao lại bị Lăng Hàn giết một người, bọn họ có thể tiếp nhận sự thật này hay sao? Giết thật tốt, giết thật hay, giết rất tuyệt đại Hắc cẩu cười nói con trâu đê tiện giết ngươi trước trình đông binh nhịn không được hắn lập tức tấn công đại Hắc cẩu nhưng hắn vừa hành động đã phát hiện lăng hàn đã ngăn cản mình tốc độ nhanh đến mức hắn không thể nhìn thấy oanh lăng hàn vung quyền tấn công lực lượng như thiên địa sụp đổ hắn trúng một quyền và cảm thấy đầu óc tối tăm lăng hàn nhắc chân đá trình đông binh về phía đại Hắc cẩu giao cho ngươi được xem ta thu thập hắn thế nào đại hát cẩu tiếp người nó cười rất vui vẻ sắc mặt năm người trình vụ trắng bệch, rốt cuộc bọn họ đã biết Lăng Hàn đến đây không cần cao nhân tỏa chấn, mà là thực lực của bản thân hắn đã mạnh tới mức nghiền ép trình ra. Xong rồi, bọn họ mở trận pháp là có ý ngăn cản Lăng Hàn chạy trốn, nhưng còn bây giờ thì sao? Trận pháp biến thành lồng giam vây khốn bọn họ, đều nói các ngươi là cặn bã, các ngươi còn không tin. Lăng Hàn thản nhiên nói, ta ở chú đỉnh đã không sợ các ngươi, hiện tại, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Nội tâm năm người trình ra không phục, nếu ngươi không sợ, tại sao bỏ trốn? Trên thực tế, Lăng Hàn không phải tránh bọn họ, mà là phó hỏa dương. Hiện tại, các ngươi chịu chết đi, Lăng Hàn cường thế xuất thủ, liên thủ ngăn trở hắn, sau đó xin phó thiếu trợ giúp. Trình vụ nói, mặc dù tuổi tác của hắn nhỏ nhất nhưng tu vi lại là cao nhất, hơn nữa hắn là thiên tài duy nhất của trình gia có thể đột phá chân ngã cảnh, bởi vậy hắn có tác dụng như định hải thần châm, có thể giúp mọi người bình tĩnh lại. Bốn người khác đều gật đầu, chỉ cần có thể ngăn chặn lăng hàn như vậy chờ phó hỏa dương đến đây vấn đề sẽ được giải quyết bọn họ liên thủ ngăn cản lăng hàn oanh 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 song phương va chạm với nhau dư lực chấn động làm người trình ra kêu thảm thiết đây chính là chiến đấu cấp bậc sinh đan chú đỉnh bình thường không thể thừa nhận nổi lăng hàn có ý thử uy lực của hỗn độn tiên đan hắn lao lên tấn công năm tên sinh đan cảnh lúc này sắc mặt năm người kia thay đổi chiến lược giảm mạnh lăng hàn lao về phía trình vụ hắn xuất ra một quyền bành trình vụ vội vàng ngăn cản hai người đấu với nhau trình vụ bị đánh bay ra ngoài hắn không thể ngăn cản nổi lăng hàn cười vui vẻ chiến lược của trình vụ bị suy yếu ba trọng thiện bởi vì đối phương là sinh đan viên mãn nếu cảnh giới tương đương hoặc không bằng lăng hàn vậy thì không phải suy yếu ba trọng thiên mà là phải quỳ xuống mặt đất có khả năng nằm sát mặt đất lăng hàn rất hài lòng với kết quả như vậy tương đương chiến lược của hắn tăng lên ba trọng thiên cho dù gặp được phó hỏa dương hắn cũng có lực đánh một trận nhưng năm người trình ra lại sợ hãi tận xương tủy làm sao bây giờ tại sao đối thủ mạnh như vậy trình vụ cắn răng ta không tin nhưng hắn là sinh đan viên mãn chiến lực đạt tới thập nhị trọng thiên so với sinh đan viên mãn bình thường hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần hắn bây giờ không phải đối thủ của lăng hàn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh cùng là thiên tài tại sao lại có tranh lệch lớn như thế thì tính sao lăng hàn từ tốn nói hắn bắt đầu đại khai sát giới bành 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 không ai có thể ngăn cản quyền pháp của hắn chỉ ba quyền ba sinh đan cảnh của trình gia bị hắn đánh chết giết sinh đan như làm thịt gà hiện tại sinh đan cảnh trình gia chỉ còn hai người bọn họ sợ hãi tận xương tủy không trình đông binh cũng tỉnh lại hắn bị đại hát cẩu dẫm dưới chân lại tận mắt nhìn thấy tộc nhân sinh đan cảnh bị lăng hàn chém giết như quét xác mí mắt của hắn như nứt ra. đồng thời hắn rất hối hận vì cái gì chỉ lo lấy lòng phó hỏa dương kết quả thì sao còn chưa vuốt mông ngựa đế tộc đã rước lấy địch nhân có thể tiêu diệt trình gia hiện tại cho dù phó hỏa dương xuất hiện ngăn cơn sóng dữ thì thế nào trình gia đã mất đi năm sinh đan không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên khí kế tiếp hắn đã tuyệt vọng nghe một tên tộc nhân nói không thể liên lạc với phó thiếu không quản phó hỏa dương đóng liên tiếp khí hay hắn tiến vào bí cảnh che đậy tín hiệu tinh võng tóm lại phó hỏa dương không tới cứu vớt bọn họ lúc này sắc mặt người trình gia như cho tàn làm sao bây giờ, mở trận pháp, có thể đào tẩu bao nhiêu người thì bao nhiêu. Trình vụ thông qua thần thức truyền âm nói ra, nếu không có trận pháp áp chế, bọn họ có thể chạy trốn. Hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng ngăn cản Lăng Hàn tranh thủ cho tộc nhân mở trận pháp. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn tiếp tục xuất thủ, hắn sử dụng đồ thần thuật, một kích mà thôi, trình ra lại mất một tên sinh đan cảnh. Hiện tại trình ra chỉ còn hai sinh đan, hơn nữa một trong đó rơi vào trong tay đại hắc cẩu, trên thực tế cũng chỉ còn lại có một mình trình vụ mà thôi. Chúng ta nhận thua, trình vụ cắn răng nói, các hạ, xin tha cho ta con đường sống, được, quỳ xuống nói xin lỗi. Đại hắc cầu kêu lên, lăng hàn không nói gì, hắn đứng chắp tay, trình vụ do dự một chút, hắn lập tức quỳ xuống. Đại trưởng phu có được giãn được, cháu trai thật ngoan, đại hắc cầu cười nói, trình vụ đỏ mặt như máu, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn áp chế lửa giận nói với lăng hàn. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? hài lòng cái gì, lang Hàn kinh ngạc, trình vụ vừa giận vừa sợ, ngươi không phải nói ta quỳ xuống thì thả trình ra con đường sống sao. Đần đột, đó là ta nói, đại hắc cầu cười bị ổi và nói, liên quan gì tới huynh đệ của ta, chương 4433, Đông Lâm Đế Tộc Mời. Các ngươi hãm hại người không đền mạng, trình vụ kinh ngạc, sắc mặt hắn tức giận đỏ bừng, đồng thời cũng không tin nổi, thiên tài như thế đều là người nhất ngôn cửu đỉnh sao, tại sao lại âm hiểm như vậy đối với cặn bã như các ngươi ta cần phải nói danh dự sao đại hắc cẩu nói sau đó nó nói với lăng hàn ta chơi chán rồi xử lý hắn đi nói xong nó đạp một cước ba đầu của trình đông binh vỡ vụn đối phương đã chết hoàn toàn căn bản không thể thiêu đốt tiên đan khôi phục a a a trình vụ ngửa mặt lên trời chu lên hắn như con sói bị thương oanh khí tức trên người hắn sôi trào toàn thân phát sáng sau đó lại lao tới giết lăng hàn hắn vung pháp khí trong tay chỉ công không thủ. Lăng Hàn xuất ra một quyền đánh vào thân trình vụ, một quyền này rất ác liệt. Hắn đánh thủng ngực trình vụ, nhưng quỷ dị chính là vết thương thế của trình vụ đang khép lại nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt hắn khôi phục như cũ. A, à, đây là thiêu đốt tiên đan sao? Trình vụ đã liều mạng thật sự, hắn cũng không bị tổn thương nhưng chủ động thiêu đốt tiên đan, chẳng những có thể giúp hắn khôi phục trong nháy mắt, đồng thời còn tăng chiến lực của hắn lên hai trọng thiên. Đối với sinh đan viên mãn bình thường chỉ có chiến lực bát trọng thiên tăng lên hai trọng thiên sẽ có tính quyết định nhưng đối với lăng hàn mà nói chỉ tăng lên hai trọng thiên thì không làm được gì nhưng không thể không nói trình vụ rất quả quyết một khi xác định phó hỏa dương không chạy tới hắn lập tức vận dụng thủ đoạn cuối cùng hắn muốn chết no chờ trận pháp biến mất thì hắn có thể chạy đi thật sự châu bò chiến lực của hắn vốn đạt tới thập nhị trọng thiên nhưng bị hỗn độn tiên đan của lăng hàn áp chế còn cửu trọng thiên hiện tại lại tăng lên hai trọng thiên đạt tới thập nhất trọng thiên lại nhìn lăng hàn lực lượng nguyên thủy là bát trọng thiên, cho dù sử dụng đế thuật cũng chỉ có chiến lược thập nhất trọng thiên. Hắn có thể liên tục vận dụng đế thuật hay sao? Kể từ đó, trình vụ chiếm thượng phong, hơn nữa, trong tay hắn cầm pháp khí rất sắc bén, cũng có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với Lăng Hàn. Còn tốt, Lăng Hàn còn có sát khí xung kích, mỗi lần oanh kích đều đánh trúng trình vụ, đối phương sẽ dừng lại trong nháy mắt, việc này đã xáo trộn tiết tấu công kích của trình vụ, hắn không thể phát huy ưu thế chiến lực. Thế nào, tại sao chưa đóng trận pháp? Trình vụ quát, sắp rồi, người trình ra nói ra, bọn họ cũng gấp, rốt cục, trình vụ đánh thêm vài chiêu, trận pháp cũng đóng lại. Toàn bộ rút lui, trình vụ giống lên một tiếng, hắn là người chạy đi đầu tiên. Hắn mới không quan tâm những người khác ra sao, bởi vì hắn mới hơn 80 tuổi A, tuổi trẻ đến cực điểm, mà tiền đồ vô cùng tươi sáng, chỉ cần có thể chạy thoát, cùng lắm lại vận dụng 80 năm, hắn vẫn có thể tu đến sinh đan viên mãn. Hơn nữa, phá rồi lại lập, hắn nhất định sẽ mạnh hơn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hỗn độn tiên đan bộc phát và phóng thích huy lực trí cường, tất cả người trình ra đều ngất đi, bọn họ đều ngã xuống đất, chỉ có Trình Vụ vẫn còn tỉnh táo. Hắn lại truy kích và phát động chỉ xích thiên nhai, Trình Vụ làm sao so với hắn? Trong nháy mắt hắn đuổi kịp Trình Vụ, sau đó Lăng Hàn xuất hai quyền tấn công, Trình Vụ vừa vội vừa giận, tại sao hắn không thể thoát khỏi Lăng Hàn? Mặc dù hiện tại hắn mạnh và áp chế Lăng Hàn, nhưng thiêu đốt tiên đan cũng không phải vô tận. Sau khi thiêu đốt tiên đan không còn, thực lực của hắn sẽ rớt ra khỏi tiên đồ, hắn khẳng định sẽ chết. Hắn gầm thét liên tục và liều mạng công kích, hiện tại trừ vết thương chí mạng, các vết thương bình thường sẽ khôi phục trong nháy mắt, hắn tự nhiên không sợ bị thương, hắn muốn dùng phương thức đồng quy vô tận áp bức Lăng Hàn. Đáng tiếc, phương thức liều mạng như vậy không thể dọa Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng màn sáng tinh thần bao phủ cánh tay chống đỡ pháp khí sắc bén, hắn dễ dàng hóa giải dư âm còn lại. Tiên đỉnh duy nhất cũng có thể Tiên đỉnh duy nhất dựng dục ra hỗn độn tiên đan cũng có thể. Lăng Hàn không thể vận dụng đồ thần thuật, hỗn độn thần lôi, yêu hầu quyền, bởi vì đó là tiêu chí của Lăng Hàn, hiện tại hắn là đinh nhất, cho nên hắn không thể sử dụng. Hắn cần đề phòng một tay, vạn nhất có người truyền hình ảnh chiến đấu lên tinh võng thì sao? Kéo một hồi, khí tức của trình vụ bắt đầu giảm xuống, từ sinh đan đến chú đỉnh, lại đến trúc cơ, sau đó trượt xuống phạm cảnh mới dừng lại. Ba, bởi vì cảnh giới giảm quá nhanh, hơn nữa trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì, Lăng Hàn cũng không dự kiến được, hắn không xuất thủ nhưng khí tức sinh đan cảnh quá mức cuồng bạo, từ đó ép trình vụ thành mưa máu. Chuyện này, Lăng Hàn sờ sờ cái cằm, mặc dù hắn khẳng định sẽ giết trình vụ, nhưng cục diện không bị khống chế làm hắn cảm thấy tiếc nuối. Được rồi, đối phương không phải đại nhân vật gì, chết thế nào cũng không quan trọng. Lăng Hàn quay lại trình ra, đại hắc cầu đã xử lý tất cả, thông qua siêu hồn để phán đoán người nào của trình ra đáng chết có thể lưu mạng cho người nào. Bọn họ cướp sạch bảo khố của trình ra một lần, dù sao cũng là thế lực sinh đan cảnh, luôn luôn có chút bảo vật, đại hắc cầu mặt mày hớn hở, nói vất vả lâu như vậy cũng đạt được hồi báo. Sau đó, bọn họ rời đi, mấy ngày sau, Lăng Hàn nhận được tin tức trên tinh võng, là Đông Lâm đế tộc phát ra, mà cái tin tức này là phát cho hắn. Đông Lâm đế tộc chính thức mời hắn, mời hắn đi tới Đông Lâm tinh tham gia thiên kiêu hội. Ha ha, muộn như vậy, Lăng Hàn biết, đông lâm đế tộc khẳng định thu được tin tức trình ra bị hủy diệt lúc này mới quyết định cấp thiếp mời cho hắn đúng là để mắt tới hắn chờ hắn giải quyết thế lực sinh đan cảnh mới bằng lời mời lang hàn xem ngày giờ hắn phát hiện thiên kiêu hội sẽ tổ chức vào nửa năm sau hiện tại không cần đi đông lâm tinh chỉ cần báo địa chỉ là đông lâm đế tộc sẽ gửi thiếp mời tới chờ đến thời gian thiếp mời sẽ tự động dẫn người đi đông lâm tinh quả nhiên thủ đoạn của đế tộc rất bất phàm bởi vì đinh nhất không có tài khoản tinh võng hoặc nói là chứng nhận tài khoản qua tinh võng, bởi vậy Đông Lâm đế tộc sẽ phái người đưa tới tinh thể này ngay tại Trình Gia. Lăng Hàn ở lại Trình Gia, không qua bao lâu đã có nam tử trung niên tới đây. Ai là đinh nhất, nam tử trung niên vô cùng ngạo mạn, dường như hắn không đặt bất cứ kẻ nào vào mắt. Người này tu vi sinh đan cảnh, đã không tính lại yếu. Lăng Hàn cao mày, chân chó chạy vặt cho đế tộc cũng dám cao ngạo. Khó trách phó hỏa dương không cố kỵ như vậy, thật sự là nuông chiều ra. Hắn mở miệng nói, Ta chính là đinh nhất." Nam tử trung niên nhìn Lăng Hàn mấy lần, gật đầu nói. Hình dáng tướng mạo nhất trí với tinh võng, có phải giả vờ hay không thì không biết. "Như vậy đi, ngươi dùng một bộ tiên thuật cho ta giám định. Nếu như người này không bày ra tư thế cao cao tại thượng, Lăng Hàn cũng không để ý tốn chút công phu để chứng minh thân phận của mình, dù sao đây là biện pháp an toàn. Nhưng hiện tại, ha ha, Lăng Hàn cười một tiếng, "Ta có một biện pháp trực tiếp hơn." Chương 4434, không dám phát tác sứ giả đông lâm đế tộc xứng sở, còn có biện pháp gì? Ngươi tự mình thể nghiệm một chút, lăng hàn lao đến, hắn xuất một quyền tấn công sứ giả đông lâm đế tộc. Ngóa, tên sứ giả kia lập tức tức giận đến lỗ mũi bốc khói, nhưng hắn là sứ cổ của đế tộc, ngươi dám động thủ với hắn. Oanh, nhưng một quyền của lăng hàn đã đánh tới, hắn nhất định phải ngăn cản. Một kích, thân thể hắn trượt về phía sau, trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh thật dài. Lực lượng thật kinh khủng, tên sứ giả nói thầm trong lòng, hắn cảm thấy tay phải của mình mặc dù dơ lên nhưng đã không còn cảm giác, giống như không thuộc về mình. Lăng Hàn nhanh chân tiến lên và xuất quyền lần nữa. Sứ giả chỉ có thể đổi tay khác ngăn cản, âm, thân thể hắn lại lui về phía sau. Mắt thấy Lăng Hàn lại đi tới, thời điểm muốn xuất ra quyền thứ ba, hắn vội vàng nói. Ta tin, ta tin, Lăng Hàn thu tay lại, hắn nhún vai nói. Ngươi xem, biện pháp của ta có nhanh hay không? Sứ giả chửi khốn khiếp trong lòng, hắn oán hận móc ra một tấm thiếp mời ném về phía lăng hàn, trong mắt bắn ra hàn quang. Hắn có ý định ỷ vào chính mình là sứ giả đế tộc, từ đó hưởng thụ thiên tài đỉnh cấp lấy lòng, nếu như có thể kiếm chút chỗ tốt thì tốt, không nghĩ tới lăng hàn ra bài không theo lẽ thường, trực tiếp đánh hắn, kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Ghê tởm, quá ghê tởm, đinh nhất, người sẽ hối hận, hắn vẫn không nhịn được nói ra, ta hối hận cái gì, lăng hàn cười nhạt một tiếng, nói, ý của ngươi là, về sau đi tới đông lâm đế tộc, người sẽ dùng biện pháp khó xử ta. Ha ha, người nghĩ mình quá cao rồi. Sứ giả đế tộc, ha ha, đó là người tự cho rằng như vậy mà thôi, người chỉ là chân chạy thì có gì mà kiêu ngạo. Ta còn không sợ phó hỏa dương, ta sẽ sợ tiểu nhân vật như ngươi hay sao? Hơn nữa, ta anh tư bất phàm như thế, tương lai có khả năng trở thành rể hiền đông lâm đế tộc, đến lúc đó, ngươi còn phải quỳ nghênh đón ta. Còn có lời lang hàn không nói, đó chính là hắn ngụy trang thân phận, cho dù đinh nhất xông ra đại hỏa cũng không liên quan tới lăng hàn. Đại hắc cầu vuốt mặt, lăng hàn có mặt đủ dày, rất có phong phạm của nó. Tên sứ giả ngây người, hắn không thể không thừa nhận, lăng hàn nói phi thường có đạo lý, hắn không phải hậu duệ đế tộc, hắn chỉ là chân chạy, muốn tranh chấp với người được đế tộc xem trọng, hắn xứng sao. Hơn nữa, lăng hàn rất phi phàm, chiến tích khủng bố, dạ người này có khả năng được đông lâm đế tộc nhìn chúng, thu làm con rể. Hắn làm sao so? Lăng Hàn quát một tiếng, tên sứ giả không dám nói câu nào, hắn xám xịt rời đi. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, cũng không đặt chuyện này trong lòng, giẫm một tên nô tài nho nhỏ thì vui vẻ lắm sao? Hắn muốn giẫm cũng phải giẫm loại người như Phó Hỏa Dương. Bây giờ chúng ta quay về Cửu Dương Thánh địa hay sao? Đại Hắc cầu hỏi, bây giờ cách Đông Lâm Đế tộc thịnh hội còn nửa năm. Lăng Hàn lắc đầu, nếu chúng ta quay về thánh địa, thời gian nửa năm không đủ đi đường, không cần lãng phí thời gian này hắn dừng một lúc mới nói, tu luyện tại đây đi, hiện tại hắn đã nhận được thiếp mời của Đông Lâm Đế Tộc, đại biểu hắn là khách nhân của Đông Lâm Đế Tộc, nếu ai dám ra tay với hắn, như vậy tương đương tát vào mặt Đông Lâm Đế Tộc, ai dám. Cho nên, hiện tại hắn rất an toàn, hắn có kim bài miễn tử. Đại Hắc cầu suy nghĩ cảm thấy cũng đúng, nó không nói nữa. Một người một chó ở lại, mỗi ngày đều khổ tu. Lăng Hàn dùng giá cao thu mua phong lâm thạch trên tinh võng, trời không phụ người có lòng, hoặc là nói chỉ cần trả giá đủ cao không có đồ vật không mua được rốt cuộc có người liên lạc với lăng hàn trong tay hắn có phong lâm thạch hai người dùng tinh võng làm môi giới hoàn thành lần giao dịch này lăng hàn lập tức bắt đầu luyện chế phong lâm đan hắn luyện chế không khó khăn gì chỉ thất bại ba lần đã luyện thành hắn vừa tu luyện vừa luyện đan dùng tiền đẻ ra tiền tiếp tục mua sắm phong lâm thạch sau khi ăn từng viên phong lâm đan hỗn độn tiên đan trưởng thành rất nhanh tiên đỉnh duy nhất hòa tan rất nhanh sinh đan sơ kỳ không giống các cảnh giới trước có thể tu luyện liên tục bởi vì không cần mượn nhờ lực lượng thiên địa tu luyện hoàn toàn dựa vào chính mình chỉ có dung luyện tiên đỉnh làm chất dinh dưỡng cho tiên đan đương nhiên lực lượng thiên địa càng cường đại tốc độ dung luyện tiên đan sẽ tăng tốc nhưng cũng không đến mức không hợp thói thường cho nên lăng hàn trừ luyện đan ra hắn không ngừng tu luyện thời gian nửa năm trôi qua vào lúc này bên trong thức hải lăng hàn ba cái chân của tiên đỉnh duy nhất đã biến mất điều này đại biểu hắn đã đi được một nửa cảnh giới sinh đan sơ kỳ lực lượng của hắn cũng tiến bộ chiến lược tăng lên cửu trọng thiên nếu hắn tu thành sinh đan sơ kỳ tu đến đỉnh phong lực lượng hắn sẽ đạt tới thập trọng thiên việc này quá kinh người đại hắc cầu tiến bộ không nhỏ nó đã đột phá bát đỉnh hơn nữa còn đạt đến bát đỉnh đỉnh phong nhưng một bước cửu đỉnh không dễ vượt qua như vậy đại hắc cầu cũng cần thời gian dài tích lũy sau đó hậu tích bạc phát nhìn xem có cơ hội đột phá hay không ông Đột nhiên trên thân Lang Hàn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn cảm thấy sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng, đã đến giờ Đông Lâm Đế tộc tổ chức Thiên Kiêu hội, bây giờ là lúc bắt đầu truyền tống. Không mở truyền tống ngay lập tức, hiển nhiên là muốn cho hắn chút thời gian chuẩn bị. "Lão Hắc, Lang Hàn kêu lên, Cầu ra đến rồi, đại hắc cẩu nhảy sang, Lang Hàn bắt lấy đại hắc cầu hắn dùng bí lực bao phủ, như vậy bọn họ có thể cùng truyền tống." Đại hắc cẩu vô cùng chờ mong, còn chưa thử truyền tống cao cấp bao giờ. Sau đó, liền không có sau đó, không có phun trào gì cả, chỉ thấy một người một châu ôm nhau thật chặt, bầu không khí có vẻ xấu hổ. Ách, tại sao chưa bắt đầu truyền tống? Lăng Hàn nói, chẳng lẽ chúng ta không được đi? Đại Hắc Cẩu bắt đầu nôn đầu lưỡi ra, nói, Cẩu ra không phải biến thái, hơn nữa cho dù Cẩu ra muốn chơi biến thái cũng phải đi tìm Tiểu Bạch kiểm. Lăng Hàn muốn đạp nó một cước, vào lúc này, ánh sáng bộc phát rất mạnh, xèo, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đều biến mất tại chỗ. Rốt cục cũng truyền thống thấy hoa mắt lúc lăng hàn có thể thấy rõ cảnh vật trước mặt hắn đã đi tới một quảng trường chỉ thấy bốn phía đều là người có nam có nữ từng người tỏa ra khí thế trùng thiên có thần thái khiếp người đủ tư cách tới đây đều là thiên kiêu một phương đinh nhất một giọng nói vang lên chỉ thấy phó hỏa dương từ xa bay tới hắn đứng trên bầu trời nhìn xuống lăng hàn ha ha tiểu bằng hữu phó gia không quản các người có ân oán gì ngươi không được động thủ tại đây một lão giả lập tức xuất hiện và cảnh cáo Phó Hỏa Dương. Phó Hỏa Dương cười nhạt nhìn Lăng Hàn, lúc này mới quay đầu rời đi. Đế tộc cảnh cáo, hắn không thể không coi là chuyện to tát, dù sao hắn cũng chỉ xuất thân bàng chi, cũng không phải là đế tử. Chương 4435, vận khí. Lăng Hàn cảm thấy tiếc nuối, hắn rất muốn đánh với Phó Hỏa Dương một trận, thật đáng tiếc bị ngăn cản. Hắn rất ít xuất hiện, dù sao đây chính là đế tộc, nội tình quá thâm hậu, ngoài ra, hắn chỉ là người giả mạo nếu bị người ta chú ý và quan sát tỉ mỉ, nếu bị nhận ra thân phận thì không tốt. Mọi người đều bị cúng truyền tống tới nơi này, nhìn khắp nơi, có không ít người tỏa ra thần quang chói mắt. Thiên tài thật nhiều, Lang Hàn chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, chiến lược đều vượt qua thập ngũ trọng thiên. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, ví dụ như Lữ Vĩnh Trường, Nghê Văn Bách, Uông Hoa Tàng. Mọi người đều chào hỏi lẫn nhau, có mấy người quá bất phàm nên tạo thành vòng tròn nhỏ hẹp chung quanh mình cho dù là lữ vĩnh trường nghề văn bách uông hoa tàng hay là phó hỏa dương bên người đều có một đám người vây quanh lăng hàn là ngoại lệ bên người hắn chỉ có con trâu đen tiểu tử nhân duyên của ngươi quá kém đại hát cầu hèn mọn nói một câu lăng hàn cười ha ha so với ngươi nhân duyên của ta rất tốt nhìn những người này có mấy người tạo thành vòng tròn lớn nhất lăng hàn không cần chăm chú dò hỏi tin tức chỉ cần nghe một chút đối thoại của bọn họ thì hắn biết thân phận của bọn họ chu thừa vận từng là đệ nhất chú đỉnh tại nam thiên vực bây giờ đã bước vào sinh đan có người nói đối phương vừa bước vào sinh đan đã có lực lượng tứ trọng thiên cường đại đến mức bất khả tư nghị trúc nghi tu sinh đan cảnh bài danh thứ tư tinh võng có người nói chiến lực đã đạt tới nhị thập tứ trọng thiên là sinh đan đệ nhất nhân đông thiên vực dịch viện dung sinh đan cảnh bài danh thứ ba tinh võng là sinh đan đệ nhất nhân tây thiên vực sa dương sinh đan cảnh bài danh thứ tư tinh võng sinh đan thứ hai nam thiên vực Nơi này chỉ thiểu sinh đan cảnh đệ nhất nhân, hơn nữa người đó là thiên tài nam thiên vực, tên là tỉnh hạo, không biết xảy ra chuyện gì, đông lâm đế tộc đã phái người phát thiếp mời cho hắn nhưng không tìm thấy người. Có khả năng tỉnh hạo đang thăm dò di tích cổ ngăn cách tín hiệu tinh võng, cũng có khả năng đang bế quan cấp độ sâu nên không xuất hiện. Những thiên tài này đi cùng người hộ đạo, người hộ đạo thấp nhất cũng là hóa linh chân quân, hiện tại bọn họ đều lui ra ngoài, cũng không có tham dự vào, lưu lại cơ hội cho thanh niên tán ngẫu với nhau. Đông lâm đế tộc cử hành thiên kiêu hội, vì sao hấp dẫn người ta như thế? Có thể tu được bí thuật là một chuyện, nhưng đây là cơ hội khuyết đại vòng tròn xã giao với các thiên kiêu, nơi này có người nào không phải thiên kiêu đỉnh cấp, thậm chí còn có truyền nhân đế tộc, có một ít người quá vô danh nên không ai biết mà thôi. Muốn ngồi lên đại vị trưởng giáo cũng không chỉ cần thực lực mạnh là đủ, còn phải có vòng xã giao đủ lớn. Chính vì nguyên nhân này, các thiên kiêu mới chạy tới như xua vịt, bằng không, chỉ bằng cơ hội hợp tu bảo thuật với chỉ mộng hàm, người có thực lực không đủ chạy tới đây làm gì? Hiện tại chính là cơ hội kết giao hữu nghị tốt nhất, đương nhiên mọi người sẽ dành thời gian tham gia. Nhưng mà sau khi hình thành vòng tròn như thế sẽ có vài người cô đơn, ví dụ như Lăng Hàn, bên cạnh hắn chỉ có một con trâu đen, mà ở cách đó không xa cũng có một thanh niên đang đứng một mình, hắn có dáng vẻ rất lười biếng. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, cảm giác đầu tiên chính là người này quá bình thường, làm cho hắn vừa nhìn sẽ quên đi. Thế nhưng, nếu là người bình thường sẽ được đế tộc mời hay sao? như vậy hắn rất bất phàm, ngay cả Lăng Hàn cũng không nhìn ra hắn lợi hại thế nào. Lăng Hàn phát động đồng thuật nhìn sang, hắn kinh ngạc khi phát hiện thanh niên này là một cái đỉnh đồng, trong cơ thể có tiên diễm khủng bố đáng xô trào, nếu một khi bùng nổ có thể hủy thiên diệt địa. Đinh Huynh, dình coi như này là không tốt, thần ý của người trẻ tuổi kia rất nhạy cảm, hắn nhìn sang Lăng Hàn, khóe miệng còn nở nụ cười lười biếng. Lăng Hàn cười nói, ngươi biết tên của ta, ta không biết ngươi, như vậy không công bằng đâu. Ha ha, Thanh niên kia cười lớn, sau đó nói, tại hạ tên là thân Ngọc Đường. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn không nhớ có thế lực lớn nào có họ thân, chẳng qua cũng không sao, hắn kết giao bằng hữu chưa bao giờ quan tâm bối cảnh của đối phương. Thân huynh, hắn ôm quyền, đại hắc cầu sông tới, nói, người gặp qua chỉ mộng hàm chưa? Thân Ngọc Đường lắc đầu, chưa từng, đều nói nàng là mỹ nữ đứng thứ ba tinh không, thật muốn gặp một lần, rốt cuộc nàng đẹp như thế nào? Đại hắc cầu nói ra, thân Ngọc Đường bật cười. Đinh Huynh, thú sủng của ngươi thật thú vị, ta không phải thú sủng, tiểu tử này mới là nhân sủng của ta. Đại Hắc Cầu tức giận thở hồn hền, cùng lúc đó, cũng có cường giả đông lâm đế tộc đứng ra bảo mọi người chuẩn bị, sắp sửa tiến hành phân tổ, tiến hành sàng chọn lần đầu tiên. Quá nhanh rồi, cũng không có biện pháp, đế tộc đã đưa ra quyết định, còn ai dám nói gì. Phân chia tổ bắt đầu thật nhanh, mỗi người người làm một tổ. Kiểm tra vòng thứ nhất chính là xem vận khí các vị tiểu hữu. Đông lâm đế tộc phái ra một lão giả giáo chủ, hắn đã đủ chân áp tràng diệt, những người hộ đạo kia rất cung kính. Vận khí, vận khí cũng là một phần của thực lực, thậm chí còn là thứ trọng yếu nhất. Tên giáo chủ nói ra, việc này làm các thiên tài lắc đầu, làm sao có thể chứ? Ngộ tính, nỗ lực, cơ duyên mới là trọng yếu nhất, chỉ có vận khí thì có thể làm gì? Lão giáo chủ cười nhạt, lão phu nói tối trọng yếu, đương nhiên là nhắm vào thiên tài các ngươi. Khi các ngươi có cơ hội bước vào tứ cực cảnh, các ngươi sẽ phát hiện muốn thành thánh, thứ các người cần nhất không phải nỗ lực và thiên phú, mà là vận khí. Mà muốn thành đế phải tụ tập khí vận trong thiên hạ. Ách, nghe lão giáo chủ nói như thế, mọi người vô lực cãi lại. Quả thực, trong điều kiện tiên quyết có đủ thiên phú, nỗ lực, vận khí sẽ biến thành thứ trọng yếu nhất. Cho nên, cửa ải đầu tiên là vận khí. Lão giáo chủ nói, các ngươi 10 người một tổ, luân lưu rút thăm, người nào rút được chữ quá quan trên đó, người đó sẽ tiến vào vòng kế tiếp còn có thể chơi như vậy mọi người phản đối theo bản năng việc này không có quan hệ tới thực lực với võ giả thức quan trọng nhất là gì thực lực thực lực của người nào mạnh người đó có thể xưng vương nhưng bây giờ thì sao có trúc cơ chú đỉnh và sinh đan pha trộn cùng một tổ việc này vô cùng có khả năng cường giả sinh đan cảnh bị chính là trúc cơ loại bỏ lão phu đã nói thiên phú và nỗ lực các ngươi đều là nhân tuyển tốt nhất bằng không các ngươi không thể thu được thiết mời cho nên hiện tại các người phải so đấu vận khí với nhau. Lão giáo chủ nói, cũng không để ý mọi người nghĩ như thế nào, hắn vung tay lên, khảo hạch bắt đầu. Mọi người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi rút thăm. Có người nào dám cố chấp nói lý với đế tộc hay sao? mươi 4436, Tiên Thiên Linh bảo. Ha ha ha, ta rút được qua ải. Sau tổ thứ nhất rút thăm, lúc này có người vui mừng hô to, hắn bị chín người khác căm thù nên vội vàng ngậm miệng lại hắn chỉ là chú đỉnh trong tổ này có không ít cường giả sinh đan một tổ lại một tổ bọn họ bắt đầu rút thăm việc này không cần giao đấu nên có kết quả cực nhanh bởi vậy cái này mặc dù có đến mấy ngàn người nhưng có tới chín thành người bị đào thải chỉ còn lại mấy trăm người lăng hàn đi lên phía trước rút thăm hắn duỗi tay lần mò hắn lại lui về phái sau sau đó hắn nhìn thấy lá thăm có hai chữ qua ải vận khí không tệ lăng hàn cười một tiếng hắn nhìn sang thân ngọc đường chỉ thấy đối phương cũng nhìn sang trong tay cầm một lá thăm và lắc lắc với hắn. Hiển nhiên, hắn cũng qua ải, giao lá thăm cho ta, một giọng nói trầm thấp vang lên, có một người tới bên cạnh Lăng Hàn. Muốn cái gì tùy ngươi nói, Lăng Hàn quay đầu nhìn, đó là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, tóc hắn hơi vàng và đôi mắt xanh biếc, hơn nữa còn có hình tam giác. Hiển nhiên, kẻ này không hát pe là nhân tộc, mà là yêu thú biến hóa. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, không hứng thú, ta là Bạch Văn Hiên của đằng xà thánh địa người trẻ tuổi kia nói hiện tại người có hứng thú hay không lăng hàn dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn ra hỏa này bị ngốc sao người thấy lăng hàn không đáp ứng mình hơn nữa dùng ánh mắt nhìn kẻ đáng thương với hắn khiến bạch văn hiên giận dữ hắn hử một tiếng và động thủ hắn vừa mới nâng tay lên đã cảm thấy áp lực to lớn đẻ vào ngực hắn hắn ngẩng đầu nhìn lên lão giáo chủ đang cười tủm tỉm nhìn hắn nhưng ánh mắt lại đáng sợ không gì sánh được bạch văn hiên run rẩy hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước hắn trợn mắt nhìn Lăng Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này. Chỉ chốc lát, toàn bộ người rút thăm hoàn tất, có thật nhiều người cảm thấy không công bằng đúng hay không? Lão giáo chủ mở miệng, hắn gật gật đầu, tốt, lão phu cho các ngươi một cơ hội thể hiện thực lực. Người bị đào thải có thể tiến hành luận võ, 10 hạng đầu có thể vào vòng kế tiếp, hứng thú có thể lưu lại, không hứng thú nha, có thể đi. Đế tộc làm việc bá đạo độc đoán, căn bản không thương lượng với ngươi, muốn thế nào thì làm thế đó. Trong những người đào thải có không ít sinh đan cảnh, số lượng vượt xa 10 người, bởi vậy, nói đến tỷ võ, trúc cơ, chú đỉnh không có hy vọng. Bởi vậy, chỉ có sinh đan cảnh báo danh tham gia tiếp. Bạch Văn Hiên cũng tham gia, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, hắn dùng thần thức truyền âm nói. Tiểu tử, hối hận không? Ngớ ngẩn, Lăng Hàn trả lời một câu, sau đó hắn nghênh ngang rời đi. Bạch Văn Hiên muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới hiện tại đang ở trong đế tộc, dũng khí của hắn biến mất sạch sẽ, hắn càng hận Lăng Hàn thêm vài phần. Hắn hóa hận ý thành chiến lực, nhất định phải đánh vào trước mười, sau đó giáo huấn Lăng Hàn. Lăng Hàn là những người vận khí tốt vượt ải, cho nên được Đông Lâm đế tộc an bài ở lại dưới một tòa linh sơn. Ngọn núi này quá thần diệu, lực lượng thiên địa nồng đậm, thậm chí núi đá như ngọc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tiên khí lưu động trong viên đá, không phải linh sơn là cái gì. Không hổ là đế tộc, nơi này quá thần kỳ, có người than thở, phốc, thân ngọc đường lập tức bật cười ngươi có ý tứ gì? Người kia lập tức khó chịu, lại dám cười nhạo mình. Thân Ngọc Đường lắc đầu, thật xấu hổ, nơi này không phải Đông Lâm đế tộc, mà chỉ là bên ngoài mà thôi. Cái gì? Đây cũng không phải là Đông Lâm đế tộc nhưng có lực lượng thiên địa nồng đậm như thế, hơn nữa, nơi đây thần kỳ như thế, hoàn cảnh không kém gì thánh địa, tại sao chỉ là bên ngoài Đông Lâm đế tộc? Không có khả năng, lập tức có rất nhiều người lắc đầu biểu thị không tin. Thân Ngọc Đường không có ý nói rõ, các ngươi thích tin hay không thì tùy. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là đế tộc, bằng không hắn làm sao biết rõ như vậy. Bọn họ ở lại nơi này, sau đó lại thu được thông chi, ba ngày sau đó sẽ có một lần khiêu chiến chờ bọn họ, đây là một trong các khâu của thiên kiêu hội, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Ba ngày qua, Lăng Hàn nói chuyện phiếm với thân Ngọc Đường mấy lần, nhưng gia hỏa này nhìn như uể oải không có tâm cơ gì, nhưng miệng lại rất cứng, căn bản không nói ra một chút xíu bí mật nào của mình. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày trôi qua, một bên khác, chiến đấu bên kia đã kết thúc, 10 người bị đào thải cũng trở lại. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện Bạch Văn Hiên cũng ở trong đó. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Bạch Văn Hiên dùng thủ thế cắt đầu với Lăng Hàn, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Đinh Huynh, dường như người đắc tội tiểu nhân, thân Ngọc Đường cười nói, ha ha, một quyền quật ngã là được rồi. Lăng Hàn nói ra, hắn không thèm để ý, thân Ngọc Đường cũng không nói gì nữa. Hôm nay, bắt đầu nội dung chính của thiên kiêu hội. Lão giáo chủ lại tới, nói, nhưng mà, lão phu phải nhắc nhở các người một chút, lần này vô cùng nguy hiểm, không khéo các người bị thương nặng hoặc tử vong. Hắn dừng một lúc lại nói, nhưng mà, nếu như các người có thể kiên trì nổi, thu hoạch sẽ vô cùng to lớn. Tiền bối, rốt cuộc là khảo nghiệm gì? Có người hỏi, lão giáo chủ cười một tiếng, nói, giữa thiên địa có một ít thần vật do thiên địa thai ngén ra, chúng đều có tác dụng không tưởng tượng nổi, được xưng là tiên thiên linh bảo. Mọi người nhìn nhau, không phải nói khảo nghiệm nguy hiểm hay sao, tại sao lại lạc đề như thế. Nhưng một tên đại nhân vật giáo chủ cấp lạc đề, có ai dám nói cái gì? Đông lâm đế tộc ta có một gốc dị đằng, chính là đại đế tộc ta tự tay trồng sâu trong tinh không vào hàng tỷ năm trước, trải qua nhiều năm như vậy mới nở hoa và kết quả. Lão giáo chủ lộ ra một ít tưởng nhớ, dường như đang hồi ức đông lâm đế tộc huy hoàng lúc trước mặc dù bây giờ đông lâm đế tộc vẫn là thế lực đỉnh cấp trong tinh không nhưng có rất nhiều thế lực ngang hàng với bọn họ rất nhiều nào giống lúc trước đại đế tại thế thiên hạ cùng theo cho dù là đế tộc cũng phải cung kính lão giáo chủ lắc đầu thu hồi suy nghĩ lại nói dị đăng kết quả chính là hồ lô lại là hồ lô lang hàn có xúc động không nhỏ tại sao có nhiều hồ lô như thế hồ lô kia không có hiệu quả công phạt cũng không cách nào ôn dưỡng thần thức thể phách lão giáo chủ nói nhưng nó có thể liên thông với cánh cửa. Liên thông cái gì? Có người đánh bạo hỏi. Âm phủ, lão giáo chủ nói, phốc, rất nhiều người phun nước bọt ra ngoài. Cái gì? Âm phủ, rất nhiều thiên kiêu không lạ lẫm gì với âm hồn, phần lớn bọn họ đã gặp qua, chỉ ít cũng đã nghe qua có thứ này. Nhưng sinh linh sau khi chết, linh hồn sẽ bị lực lượng thiên địa bài xích tiến vào âm phủ, trên lý luận không có khả năng trở lại, đây là quy tắc thiên địa quyết định. Nhưng dương gian và âm phủ có rất nhiều nơi giao nhau, giống như thiên hải tinh, lúc trước có vô số âm hồn chạy ra, thậm chí còn làm một vị thánh nhân vẫn lạc, đủ thấy âm hồn đáng sợ. Nhưng điểm giao nhau không ngừng thay đổi, hiện tại, một cái hồ lô lại có thể liên thông âm phủ, đây là thứ kinh người cỡ nào. chương 4437, tiến vào âm phủ. Lão giáo chủ tiếp tục nói, thông qua tiên thiên linh bảo hồ lô là có thể tiến vào âm phủ, nhưng chỉ hạn chế thần hồn, nhục thân không qua được. Hơn nữa, thứ này còn hạn chế cảnh giới, chỉ có thể dưới chân ngã cảnh. Trước đó, tộc ta có người tuổi trẻ tiến vào, bọn họ giết không ít âm hồn, có thu hoạch kinh người. Đánh chết âm hồn tại đó là có thể tẩm bổ thần hồn. Lão giáo chủ cười nói, các ngươi đều phải biết, khi các ngươi bước vào chân ngã cảnh sẽ chủ tu thần hồn. Nếu giai đoạn trước đã có thần hồn cường đại, chẳng những bước vào chân ngã cảnh dễ dàng, hơn nữa cũng giúp các ngươi mạnh hơn khi ở chân ngã cảnh. Mọi người lộ ra vẻ mặt hưng phấn, mặc dù bọn họ cũng có thể dưỡng hồn nhưng chỉ có thể thông qua thiên tài địa bảo. Mà cái gì gọi là thiên tài địa bảo? Chúng không phải rau cải trắng, phàm là thiên tài địa bảo, có thứ gì không hiếm thấy và khó tìm. Cho nên, giết âm hồn có thể lớn mạnh linh hồn, đây chính là cơ hội khó được. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, trước đó hắn giết âm hồn trong bạch liên bí cảnh, hắn còn chiếm được thiên địa ngợi khen, gột rửa ám thương trong cơ thể, chỗ tốt rất nhiều. Cho nên, lão giáo chủ nói giết âm hồn có thể tẩm bổ linh hồn, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Giết âm hồn trong âm phủ khác với dương gian mà thôi. Nhưng mà, lão phu cũng phải nhắc nhở các ngươi, lão giáo chủ nghiêm nghị nói, vạn nhất linh hồn của các ngươi bị âm hồn đả thương, thậm chí hủy diệt, nhục thể của các ngươi sẽ biến thành cái xác không hồn, chỉ có thể chờ năm tháng ăn mòn. Tất cả mọi người nghiêm túc, linh hồn là chúa tể nhục thân, không có linh hồn, nhục thân cường đại tới đâu cũng không xong. Có thể tưởng tượng, sau khi tiến vào âm phủ, âm hồn sẽ nhiều đến mức đáng sợ, vạn nhất gặp phải âm hồn thánh nhân, tôn giả sau khi chết thì sao? Lực sát thương mạnh cỡ nào, có nguyện ý đi hay không do các vị tiểu hữu tự quyết định? Lão giáo chủ nói, cho các người thời gian nửa ngày suy nghĩ, nửa ngày sau vẫn ở lại nơi này, lão phu sẽ mang theo tiên thiên bảo hồ lô tới, người không muốn tham gia có thể tự động rời đi. Mọi người đều gật đầu, quyết định này rất quan trọng, cần suy nghĩ được và mất, thậm chí có thể thương lượng với người hộ đạo một chút. Lăng Hàn không do dự, hắn đã quyết định tham gia. Không nói những cái khác, hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt, hắn còn e ngại âm hồn sao. Nhưng lần này chỉ có linh hồn rời đi, Lăng Hàn chưa từng thi triển năng lượng hủy diệt trong trạng thái linh hồn, hắn cần phải thích ứng một chút. Nhưng hắn tin tưởng, việc này không khó, bởi vì hắn đột phá sinh đan đã dùng năng lượng hủy diệt làm hạch tâm. Hắn trở về nói với Đại Hắc Cầu một câu, tiểu hàn tử, người phải cẩn thận một chút, Đại Hắc Cầu nói lúc trước âm hồn tàn phá bừa bãi, thiên hải tinh bị đánh vỡ nát, ngay cả thánh nhân cũng chết. Lăng Hàn gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm, cầu gia sẽ bảo hộ nhục thân thay ngươi, sẽ không để cho ai cường bạo cúc hoa. Đại hắc cầu nhanh chóng nói bậy, Lăng Hàn có xúc động đạp con chó chết kia một cái, ngay cả người mình còn tức giận như thế, địch nhân bị tổn thương gấp trăm lần mình. Nửa ngày sau, Lăng Hàn đi ra ngoài, phần lớn người đều lựa chọn tiếp tục, đây là cơ hội khó được, nhưng cũng có chút thiên kiêu được người hộ đạo yêu cầu mãnh liệt nên lựa chọn từ bỏ. Đối với những thiên kiêu kia, có quá nhiều biện pháp mạnh hơn, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao, chỗ đó đế tộc cũng không thể đưa tay tới. Tính một chút, có hơn 400 người tham gia. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy lão giáo chủ đến đây, phía sau hắn còn theo 9 người trẻ tuổi, theo thứ tự là 5 nam 4 nữ, đều là phong thái động lòng người, trong đó một tên nữ tử còn bao phủ trong áo choàng không ai có thể nhìn thấy cọng tóc của nàng, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy tư thái động lòng người từ đó làm trái tim mọi người đập thình thịch đây là mấy người trẻ tuổi tộc ta bọn họ sẽ mạo hiểm cùng các ngươi lão giáo chủ cười nói hắn lại không có ý giới thiệu với bọn họ nhưng mọi người đều an tâm không ít đông lâm đế tộc cũng sẽ phái tộc nhân đi tới âm phủ hiển nhiên bọn họ rất có nắm chắc ánh mắt thân ngọc đường nhìn nữ tử dưới áo choàng ánh mắt sáng lên sau đó thu về sau đó lại khôi phục dáng vẻ lười biếng lăng hàn tiến tới nói đó chính là chỉ mộng hàm. Thân Ngọc Đường sướng sờ, nói, sao ngươi nghĩ như thế, ngươi nói cho ta biết. Lang Hàn cười cười, thân Ngọc Đường lại sửng sốt một chút, sau đó mới cười nói. Ngươi quan sát quá cẩn thận, ta phải cẩn thận một chút, bằng không sẽ bị ngươi móc sạch bí mật. Tốt rồi, bắt đầu đi. Lão giáo chủ cầm một cái hồ lô vỏ xanh, sau đó hắn nhìn sang đám người, nói. Lão phu lại khuyến cáo các vị một câu, sau khi tiến vào âm phủ, đi nơi nào cũng có kẻ địch, cho nên các vị nhất định phải đoàn kết hợp tác. Mặt khác, sau khi tiến vào, các người sẽ không hoàn toàn ở chung với nhau nhưng sẽ không cách nhau quá xa. Cho nên, các người phải làm chuyện thứ nhất chính tìm tới đại bộ đội, đoàn kết chính là lực lượng lớn nhất. Tốt rồi, Lão Phu nói đến thế thôi, các người tự lo thân. Lão giáo chủ tay cầm hồ lô, nói, các người thả lỏng, mặc kệ áp dụng tư thế nào, chỉ cần làm cho mình dễ chịu là được. Mọi người đều ngồi xếp bằng xuống, linh hồn ly thể, nhục thân chính là cái xác không, cũng không biết sẽ rời đi trong bao lâu, ngồi xếp bằng là đẹp nhất, nếu nằm thì quá bất lịch sự. Thả lỏng, lão giáo chủ quát một tiếng, sau đó hắn vuốt hồ lô, hồ lô tỏa ra ánh sáng xanh, ngay sau đó có lực lượng lan ra và tạo thành hấp lực lớn. Lúc này mọi người có cảm giác thần hồn bồng bềnh, dường như sắp chóc ra khỏi nhục thân. Hoàn toàn khống chế không nổi, hưu hưu hưu, tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhẹ đi, sau đó bọn họ bay lên giữa không trung. Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất còn có một chính mình. Bọn họ lập tức giật mình, bọn họ đang linh hồn ly thể. "Xèo", một ý niệm xuất hiện trong đầu, linh hồn của bọn họ liền bị hồ lô hấp dẫn bay vào miệng hồ lô, sau đó nhanh chóng tiến vào thế giới mênh mông, bọn họ bay đi với tốc độ cực nhanh. Sau đó, bọn họ nhìn thấy cảnh vật phía trước biến hóa, một mặt đất xuất hiện trước mặt bọn họ. Bành bành bành, bọn họ va chạm vào mặt đất và đau đớn. Cổ quái, bọn họ hiện tại chỉ là linh hồn. Tại sao có thể va chạm và đau đớn? Bởi vì đây là âm phủ, quy tắc bất đồng, ở dương gian là linh hồn vô hình, có thể xuyên tường độn địa, nhưng ở nơi này, thật xấu hổ, linh hồn chính là nhục thể. Lăng Hàn bò dậy, quả nhiên, bọn họ rơi xuống như mưa rào, mặc dù không cách nhau quá xa nhưng thật sự tách ra. Có nên đi tìm người khác hay không? Lăng Hàn lập tức lắc đầu, hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt có hiệu quả diệt sát âm hồn, hoàn toàn không cần liên thủ với người khác. Hắn phải thử xem có thể dùng năng lượng hủy diệt hay không. Chương 4438: Tăng linh hồn. Lăng Hàn cầu thông năng lượng tầng thứ cao, hắn kinh ngạc phát hiện, dù là đây là âm phủ nhưng không bị ảnh hưởng. Linh hồn của hắn hiện tại cũng hóa thành hình người, trên hai tay xuất hiện năng lượng màu đen quấn quanh. Có thể, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, sau khi đột phá sinh đan, linh hồn của hắn cũng có năng lực vận chuyển năng lượng tầng thứ cao. Rất tốt, năng lượng hủy diệt có hiệu quả khắc chế âm hồn vượt qua cảnh giới. Ở dương gian, Lăng Hàn hoàn toàn không có khả năng địch nổi chân ngã cảnh, nhưng ở nơi này, âm hồn cấp bậc chân ngã cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, rốt cuộc có thể hay không cần phải chiến đấu mới biết. Lăng Hàn đi theo hướng ngược lại, hắn rời xa đám người, một mình hắn có thể tới lui tự nhiên, không ràng buộc. Hắn quan sát hoàn cảnh nơi này, đây là vùng núi liên miên chập trùng, nhưng núi cũng không cao, trên mặt đất cũng không có bất kỳ thực vật gì, chỉ có từng khối đá trụi lùi. Bầu trời nơi này không có mặt trời, nhưng cũng không phải một mảnh đen kịt, nơi này tối tăm mờ mịt và áp lực không gì sánh kịp. Quả nhiên, nơi này khắp nơi đều là âm hồn, Lăng Hàn chưa đi được vài bước, hắn liền nhìn thấy phía trước xuất hiện âm hồn, nhìn nó giống như con bò, toàn thân đen nhánh. Ở chỗ này, linh hồn tương đương với nhục thân, bởi vậy tự nhiên không có cảm giác tỏa ra ngoài, sức cảm ứng kém đến cực hạn, lúc hai bên cách nhau trăm trượng thì Lăng Hàn mới thông qua con mắt cảm ứng được con bò này là âm hồn. Đối phương cũng phát hiện hắn nó xoay người và lập tức lao về phía lăng hàn nó há miệng phát ra tiếng rít dài đây là âm hồn đương nhiên sẽ không phát ra âm thanh chỉ là thần thức ba động mà thôi oanh sóng âm đánh tới tâm thần đau đớn lăng hàn hừ một tiếng năng lượng hủy diệt bộc phát và bao phủ nắm tay hắn tấn công con bò kia nhìn thấy năng lượng hủy diệt con bò âm hồn cực kỳ sợ hãi sau đó nó lui lịa thật nhanh hiển nhiên muốn dừng bước trước vực thẳng hiển nhiên nó sợ hãi tới cực hạn lăng hàn kinh ngạc Âm hồn chỉ có bản năng giết chóc, chúng giống như hung thú, nhưng lại có thể biết sợ, năng lượng hủy diệt có hiệu quả khắc chế lớn bao nhiêu. Hắn phát động chỉ xích thiên nhai, bỗng nhiên bộc phát tốc độ xuất hiện trước mặt con bò, hắn xuất quyền tấn công, năng lượng hủy diệt sôi trào, con bò âm hồn bị hắn đánh thành cặn bã. Đây là linh hồn biến thành, không có nhục thể, tự nhiên cũng không có mưa máu bay tán loạn, chỉ có mảnh vụn linh hồn giải tán, còn có một mảnh vụn hóa thành ánh sáng và tan vào trong thân thể lăng hàn. Lập tức, Lăng Hàn cảm giác thân thể của mình mạnh hơn. Hiện tại thân thể của hắn do linh hồn cấu thành, cho nên thân thể rắn chắc thì linh hồn càng mạnh. Đúng là như thế, giết âm hồn có thể tăng cường linh hồn. Tốt, rất tốt, linh hồn của Lăng Hàn rất cường đại, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất trong cùng cảnh giới, bởi vì hắn cũng không có cường hóa nhắm vào linh hồn, ví dụ tu luyện bí pháp hoặc ăn thiên tài địa bảo gì đó. Cho nên, lần mạo hiểm này rất trọng yếu với hắn, sau đó hắn bước vào chân ngã cảnh. Khi đó hắn có thể đứng ở vị trí rất cao, không cần bước vào cảnh giới đó mới tu hành linh hồn. Hắn tiếp tục đi tới, hắn nhanh chóng nhìn thấy nhiều âm hồn hơn. Không có gì để nói nhiều, một chữ, đánh. Hắn cảm giác được linh hồn của mình không ngừng mạnh lên, loại cảm giác này thật sự quá tốt, hắn có xúc động không muốn linh hồn trở về thân thể, bởi vì không có thân thể trói buộc, hắn sẽ càng tự do. Nhưng hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, lăng hàn lại cảnh giác. Nhục thân không thể không có linh hồn bằng không sẽ biến thành cái xác không nhưng linh hồn cũng không thể thoát ly nhục thân quá lâu bằng không chính là lục bình không dễ không có nhục thân sẽ không cảm thấy mệt nhọc hơn nữa giết âm hồn còn có thể tẩm bổ linh hồn đây là biện pháp lấy chiến dưỡng chiến lăng hàn càng đánh càng phấn chấn tinh lực tràn đầy hoàn toàn không cần nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn ngừng lại xem xét tình huống của mình tốc độ lớn mạnh linh hồn quá nhanh hắn lo lắng sẽ có di chứng vừa mới kiểm tra lăng hàn phát hiện vấn đề linh hồn của hắn cường đại nhưng có rất nhiều tạp chất ảnh hưởng tới độ tinh khiết của linh hồn linh hồn không thuần sau khi đạt tới trình độ nhất định thì hắn không phải là hắn nội tâm lăng hàn sinh ra sợ hãi hắn vội vàng luyện hóa những tạp chất này may mắn hiện tại tạp chất không nhiều nên bị hắn loại bỏ ra ngoài linh hồn của hắn nhanh chóng tinh khiết lần nữa ha ha rốt cuộc tìm được ngươi rồi tiếng cười lạnh vang lên chỉ thấy bạch văn hiên đi tới Mặc dù bọn họ đều là linh hồn nhưng đều có thể mô phỏng hình dáng của mình. Thứ hai linh hồn ba động cũng cố định không thay đổi, bởi vậy muốn nhận ra ai là ai lại rất đơn giản. Tiểu tử, ta tìm ngươi rất lâu rồi. Bạch Văn Hiên lạnh lùng nói. lang Hàn cười nhạt một tiếng. Ngươi vội vàng đi tìm cái chết hay sao? Cho cười, Bạch Văn Hiên suy một tiếng, nói. Ta là sinh đan cảnh bài danh 87 trên tinh võng, chiến lược vượt qua thập bát trọng thiên, cho dù ở trạng thái linh hồn, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta ngươi lấy đâu ra tự tin lớn như thế cảnh giới quyết định lực lượng nguyên thủy mà lực lượng là chỉ tiêu đánh giá thực lực của võ giả mà linh hồn bị cảnh giới ảnh hưởng nhưng bởi vì tất cả mọi người chưa tu tới cấp độ linh hồn cho nên tranh lệch sẽ không quá lớn lại nói lăng hàn đã giết nhiều âm hồn lớn mạnh linh hồn linh hồn ai mạnh hơn thì không nhất định chết bạch văn hiên giết tới dù sao đây chỉ là linh hồn thuần túy hắn cũng có được chiến lược mạnh mẽ trên hai tay xuất hiện thần quang đó là năng lượng tầng thứ cao quang minh sáng chói và có hiệu quả khắc chế âm hồn. Ha ha ha, ta tu năng lượng tầng thứ cao chính là quang minh, chuyên khắc linh hồn, không có nhục thân bảo vệ, người có thể ngăn cản mấy chiêu của ta. Ở trạng thái hồn thể, võ giả không có nhục thân nên không cách nào vận dụng bí lực, bởi vậy, tuyệt đại bộ phận tiên thuật đều phế đi, chỉ có thể vận dụng năng lượng tầng thứ cao. Cho nên, ai nắm giữ năng lượng tầng thứ cao lực phá hoại mạnh nhằm vào linh hồn, hiển nhiên sẽ nắm giữ ưu thế cực lớn lăng hàn không nói gì hắn chờ bạch văn hiên giết tới mới ra tay ầm um, nắm đấm của hai người va chạm vào nhau đều là linh hồn ngưng tụ thành chỉ so hồn lực của ai mạnh hơn uy lực năng lượng tầng thứ cao lớn hơn sau một khích lăng hàn cùng bạch văn hiên cùng lui lại vài bước linh hồn thể sinh ra chấn động chẳng khác nào sóng nước ân bạch văn hiên kinh ngạc lăng hàn không những có tạo nghệ năng lượng tầng thứ cao không kém gì chính mình hơn nữa linh hồn thể rất ngưng thực nên không kém gì mình sao lại có thể như thế nhưng hắn là sinh đan viên mãn, còn cao hơn lăng hàn ba tiểu cảnh giới, tương đương với linh hồn mạnh hơn gấp 3 lần, thế mà hắn không thể chiếm thượng phong, hắn không dám tin vào mắt mình. Trường 4439, hồn thuật, lăng hàn cười, quả nhiên, những ngày qua hắn đánh chết rất nhiều âm hồn, bổ dưỡng linh hồn tăng lên rõ ràng, thậm chí thiên khiêu như Bạch Văn Hiên cao hơn mình ba tiểu cảnh giới lại không thể làm gì được mình. Hơn nữa, vừa rồi hắn chỉ dùng năng lượng tầng thứ cao thiên đạo hỏa mà thôi chỉ có chút thực lực như vậy mà khoác lác tận trời. Lăng Hàn lắc đầu, hắn làm ra vẻ thất vọng, Bạch Văn Hiên giận không nhịn nổi, hắn hét lớn một tiếng sau đó lao tới đánh giết Lăng Hàn, năng lượng quang minh lấp lánh, hắn như hóa thành chiến thần. Lăng Hàn không quan tâm, hắn xuất thủ tùy ý va chạm với Bạch Văn Hiên. Trong trạng thái linh hồn, tất cả võ kỹ đều bị phế, chỉ so hồn lực và năng lượng tầng thứ cao mà thôi, mà nói đến kỹ xảo chiến đấu, có thể trở thành thiên tài đỉnh cấp như bọn họ, có ai yếu hơn ai hai người đấu bất phân cao thấp linh quang thương xeo, mỹ tâm bạch văn hiên vỡ ra một trường thương màu vàng tỏa ra ánh sáng trói mắt không gì sánh được hơn nữa có thể uy hiếp linh hồn thương này phóng tới lăng hàn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nếu như hắn có lông tơ lúc này khẳng định sẽ dựng ngược cả lên úm hắn hét lớn một tiếng hắn vận chuyển bí pháp phật tộc hóa thành một gợn sóng màu vàng bành lục tự minh vương chú đánh vào trường thương màu vàng chỉ thấy thế công của trường thương dừng lại sau đó liên tiếp tan rã và hóa thành năng lượng thuần túy, hơn nữa còn quay về thiên địa. Cái gì? Bạch Văn Hiên kinh hãi đến cực điểm, nói. Phật tộc lục tử minh vương chú, ngươi lại là truyền nhân Phật tộc, không có nhục thân, không thể sử dụng đại bộ phận tiên thuật, bởi vì cần bí lực hỗ trợ, nhưng cũng có một ít bí pháp ngoại lệ, đó chính là hồn thuật. Hồn thuật, lấy tinh thần lực thúc dục, cho nên không có nhục thân hỗ trợ vẫn có thể vận chuyển. Bạch Văn Hiên kinh hãi, nói đến đấu pháp cấp độ tinh thần, Chuyên nhân Phật tộc đều là cao thủ, bởi vì bọn họ chuyên siêu độ âm hồn, cảm hóa lòng người, có thể dẫn động tín ngưỡng của người khác, như vậy bọn họ cần tinh thần lực mạnh cỡ nào. Ở âm phủ, chiến lực truyền nhân Phật tộc gia tăng gấp 10 lần. Khó trách đối phương vừa mới vào sinh đan, tinh thần lực đã không kém gì chính mình, hơn nữa còn nắm giữ năng lượng tầng thứ cao vô cùng khủng bố, chẳng lẽ chính là nghiệp hỏa trong truyền thuyết hay sao? Lăng Hàn cười ha ha, nói, ta có thể nhi đầy đần, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giống hòa thượng? hắn giết tới gần, lần này không dùng lục tử minh vương chú, mà là đánh ra sát khí xung kích. Thứ này cũng là thần thức công kích, không cần nhục thân cũng có thể thi triển. Thì ra hắn nắm giữ hai môn hồn thuật, ở dương gian, sát khí xung kích đánh ra không xem khoảng cách, nhưng ở âm phủ, thiên địa quy tắc bất đồng, có thể nhìn thấy sát khí xung kích hóa thành thực chất và hóa thành mũi tên tấn công Bạch Văn Hiên. Thế là có dấu vết lần theo, đương nhiên cũng có thể tránh né. Bạch Văn Hiên không biết một kích này lai lịch gì, đương nhiên không dám đón đỡ, hắn vội vàng trốn tránh, nhưng Lăng Hàn đang chờ hắn, Lăng Hàn đánh ra một quyền mang theo thiên đạo hỏa rừng rực, từ đó có lực phá hoại linh hồn rất lớn. Oanh, 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 hai người tiếp tục đấu, hai người đều nắm giữ hồn thuật, lực sát thương đạt tới cấp độ đáng sợ, lại có thể tấn công từ xa, cho dù cận chiến hay đánh xa đều có thể bảo trì lực áp bách cường đại. Nhưng Lăng Hàn nắm giữ hồn thuật mạnh cỡ nào, sát khí xung kích liên tục, Bạch Văn Hiên vẫn trúng chiêu, hắn ôm đầu đau đớn lăng hàn thừa cơ giết tới và xuất quyền như mưa bạch văn hiên cũng liều mạng hắn hét lớn một tiếng trong cơ thể xuất hiện ba cây trường thương màu vàng lăng hàn lấy dùng bí pháp chữ úng đánh tan một trường thương nhưng hai cây trường thương khác lại bay tới bạch văn hiên cười lạnh đây chính là tuyệt chiêu của hắn hắn vẫn không thi triển chính là muốn lăng hàn cho rằng hắn đã hết chiêu từ đó lơ là sơ suất. thời điểm đó hắn sẽ xuất chiêu hiện tại rốt cuộc hắn đã chờ được cơ hội lăng hàn xuất ra hai quyền ngăn cản trường thương Muốn chết, Bạch Văn Hiên nói thầm, đây chính là hồn thuật, chuyên nhắm vào linh hồn, người lại lấy linh hồn thể đón đỡ, cho dù vận chuyển năng lượng tầng thứ cao cũng không có khả năng hóa giải công kích, chắc chắn sẽ bị đánh trọng thương. Hắn có niềm tin tuyệt đối, bởi vì chiến đấu lâu như vậy, hắn đã hiểu rõ uy lực của Thiên Đạo Hỏa, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hai thanh trường thương của hắn. Bang, bang, nắm đấm của Lăng Hàn đón đỡ trường thương, năng lượng hủy diệt phun trào, hai thanh trường thương bị chôn vùi bạch văn hiên phun mạnh cho dù hiện tại đang ở trạng thái linh hồn nên hắn phun ra rất nhiều thần quang gương mặt của hắn không phải tái nhợt mà là biến thành mơ hồ hắn vốn là hồn thể hắn do cái gì biến thành đương nhiên là linh hồn đại chiêu của hắn bị lăng hàn dùng hai quyền đánh nát đó là năng lượng gì bạch văn hiên kinh ngạc mặc dù năng lượng tầng thứ cao có lực sát thương với linh hồn nhưng năng lượng màu đen kia lại làm linh hồn của hắn run rẩy thật là đáng sợ tại sao lại có năng lượng tầng thứ cao như vậy? Lăng Hàn mỉm cười, ta gọi nó là năng lượng hủy diệt, Bạch Văn Hiên vừa đố kỵ vừa hật, vì cái gì Lăng Hàn có thể đạt được năng lượng tầng thứ cao như thế? Hắn là truyền nhân thánh địa, vì cái gì nắm giữ năng lượng tầng thứ cao không bằng Lăng Hàn? Vào lúc này, hắn xoay người rời đi, trước mặt năng lượng kia, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu cậy mạnh đánh tiếp, kết quả duy nhất chính là linh hồn của hắn bị đánh chết, nhục thân trở thành cái xác không hồn, thẳng đến khi hao hết sinh mệnh sẽ tử vong. Hắn kiêu ngạo, hắn bá đạo nhưng hắn không ngốc, đi, lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt. Còn muốn chạy, Lăng Hàn cười lạnh, hắn lập tức đuổi theo Bạch Văn Hiên. Nhưng trạng thái linh hồn như thế, song phương không thể vận chuyển thân pháp hơn nữa quy tắc thiên địa khác nhau, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trên mặt đất, không có cách gì bay trên trời. Thân pháp của bọn họ ít đi biến hóa, không phải đi thẳng tắp chính mà là vòng quanh, rất dễ phán đoán sát khí sung kích lăng hàn lập tức đánh ra nhiều đạo sát khí sung kích linh hồn của hắn hiện tại rất mạnh hoàn toàn có thể tiêu xài hoang phí có thể không ngừng bộc phát sát khí sung kích bạch văn hiên phi thường xấu hổ hắn trốn nhưng có thể trốn đi nơi nào trốn hắn không thể chạy thẳng tắc với tốc độ của hai người với nhau hắn sẽ bị đuổi kịp đến lúc đó hắn phải đối mặt với năng lượng hủy diệt nghĩ tới đây hắn lại sợ hãi không trốn sát khí sung kích tạo thành hiệu quả tê liệt rất mạnh sẽ có hiệu quả chấn nhiếp từ đó hắn sẽ ngây người trong thời gian ngắn, cho dù hắn dừng lại trong nháy mắt cũng bị Lăng Hàn đuổi kịp. Xeo, hắn tránh né thật nhanh, sau đó lại dùng linh hồn ba động. Cứu mạng,